Minh Vương và 7 chị gái cực phẩm, Lục Vân. Tập 1. Giang Thành tháng 7, năng như đổ lửa. Giữa dòng người náo nhiệt, một chàng trai gầy gò lặng nhìn thành phố vừa thân quen vừa xa lạ này. 15 năm, rốt cuộc tôi đã trở về, 7 người chị của mình, mọi người có khỏe không? Người thanh niên thì thào. Hẳn tên là Lục Vân, vốn là đứa trẻ mồ côi từ bé lớn lên trong cô nhỉ viện. Lúc ở cô nhỉ viện hắn có 7 người chị gái không cùng huyết thống, bọn họ xem hẳn như người thân trong gia đình vậy. Trò chơi yêu thích của họ khi còn nhỏ là chơi trò gia đình với Lục Vân, và hứa rằng sau khi lớn lên sẽ cùng nhau gả cho hắn. Khi đó Lục Vân mới 5 tuổi, giọng trẻ con nói, chúng ta không phải trẻ con 3-4 tuổi, nói lời phải giữ lời đó. Vì thế các chị cùng hẳn ngoách tay, ai đổi ý thì người đó là chó con. Cứ như vậy. Mỗi ngày tiểu Lục Vân đều hy vọng lớn lên sẽ cưới 7 người chị làm vợ, cho đến khi một ngày trận đại hỏa hoạn ập đến hoàn toàn thiêu hủy cuộc sống của hắn. Trận hỏa hoạn kia, các chị vốn có thể chạy ra ngoài, nhưng vì trở lại tìm hắn cho nên bị vây ở trong biển lửa. Tiểu Lục Vân sợ hãi, oa oa khóc lớn. Cho dù có nguy hiểm như vậy thì chị lớn vẫn ôm hắn vào lòng, nói hắn đừng sợ. Lửa cháy hừng hực. 8 đứa nhỏ sợ hãi run rẩy dựa sát vào nhau, rất nhanh đã bị khói đặc sặc hôn mê bất tỉnh. Khi tiểu Lục Vân mở mắt lần nữa, hắn vẫn ở trong đám lửa ngùn ngụt kia, nhưng kỳ lạ là trước mặt hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ đứng trên ngọn lửa hừng hực đỏ đó, quần áo trên người lại không chút cháy xém nào. Tiểu Lục Vân sững sờ, cho rằng mình bị ảo giác, cho đến khi lão đạo sĩ mở miệng nói, ta có thể cứu các chị của ngươi ra ngoài. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải bái ta làm sư phụ. Những lời này giống như cọng rơm cứu mạng, tiểu Lục Vân không chút nghĩ ngợi liền đồng ý. Khi đó hẳn còn không ý thức được, cuộc đời của hẳn từ nay về sau hoàn toàn thay đổi. Sau khi rời khỏi viện phúc lợi, lão đạo sĩ mang theo Lục Vân đi tới một đạo quán, dạy hắn y thuật, võ công, linh pháp, thậm chí còn để cho hắn tu luyện một môn vô danh thần công. Một lần này ngẩn ngơ 10 năm đã trôi qua. Lục Vân 15 tuổi, cho rằng cuối cùng mình cũng có thể trở về Giang Thành, ai ngờ lão đạo sĩ lại đem hắn đưa đến chiến trường biên giới. Lần này chớp mắt một cái lại là 5 năm. 5 năm chỉnh chiến, đẫm máu chém giết, một tổ chức. Thiên Sáp cường thế quật khởi. Thiên Sáp ở khắp nơi, đều là thần tướng, tọa trấn 4 vực, từ nay về sau Long Quốc không ai dám phạm. Mà vương của bọn họ, Vân Thiên Thần Quân. Đã sớm lặng lẽ trở lại thời thơ ấu ký ức tương đương Giang Thành. Lục Vân hồi tưởng lại quá khứ, giống như là năm mơ. Thật đấy, nếu như không phải việc phát sinh ở trên người mình, những trải nghiệm như vậy cho dù nói ra với bất kỳ ai thì người đó sẽ cảm thấy hắn bị hoang tưởng, bị bệnh thần kinh. Cô nhi viện Dương Quang vẫn còn ở đây, nhưng tâm tình của Lục Vân lại vô cùng phức tạp. Trận hỏa hoạn 15 năm trước khiến cô nhỉ viện nhận được sự quan tâm rộng rãi, Mạnh Thường Quân các giới trong xã hội tích cực quyên tặng, xây dựng lại cô nhỉ viện một lần nữa. Nhà ngói gạch xanh nhỏ trước kia, bây giờ đã biến thành nhà cao tầng, điều kiện cũng tốt hơn trước kia không ít, nhưng chung quy cũng không còn là nơi Lục Vân quen thuộc nữa. Nhưng mà, khi Lục Vân nhìn thấy khuôn mặt tươi cười ngây thơ chất phác của bọn nhỏ, cảm giác xa lạ trong lòng. Trong nháy mắt tan thành mây khói, hắn phảng phất nhìn thấy chính mình. Dáng vẻ cùng các chị lúc nhỏ. Thì ra hết thảy cũng không thay đổi, viện phúc lợi vẫn là nơi tràn ngập những điều tốt đẹp như trước kia. Lục Vân tìm được công nhân viên gần gió, nói rõ mục đích mình đến đây. Rất nhanh, một phụ nhân đeo kính lão đi tới trước mặt Lục Vân, nghi hoặc nhìn hẳn. Tôi là viện trưởng viện phúc lợi Dương Quang, xin hỏi cậu tìm ai? Bà là viện trưởng sao? Lục Vân có chút sửng sốt. Trong trí nhớ của hẳn, viện trưởng họ Ngô, là một ông lão hiền lành, tuyệt đối không phải người phụ nữ trước mắt này. Lão phụ nhân gật đầu nói, tôi đảm nhiệm viện trưởng đã mười mấy năm, cậu không phải tới tìm tôi sao? Cháu tìm ông Ngô, thì ra là tìm lão viện trưởng, ông ấy đã về hưu thật lâu rồi. Nghe được Lục Vân tới tìm lão viện trưởng, người phụ nữ bỏ đi hoài nghỉ đối với hẳn, thái độ cũng trở nên thân thiết. Nhưng Lục Vân lại nhíu nhíu mày, ông Ngô sao lại về hưu? Hơn nữa nghe ý của phụ nhân, Ngô gia gia của hẳn mười mấy năm trước đã từ chức viện trưởng. Chẳng lẽ là bởi vì trận hỏa hoạn kia? Lục Vân vội vàng hỏi, vậy xin hỏi,
cô có địa chỉ của ông Ngô không? Có, cậu đợi một lát, tôi viết địa chỉ cho cậu. Người phụ nữ xoay người vào nhà, chỉ chốc lát liền cầm một tờ giấy đã viết địa chỉ giao cho Lục Vân. Cảm ơn. Cầm địa chỉ phụ nhân đưa, Lục Vân đi tới một căn nhà bình thường. Chỉ thấy một lão già còng lưng tóc bạc phơ, đang quét dọn sân, Lục Vân liếc mắt một cái liền nhận ra, là Ngô Gia Gia. 15 năm không gặp, Ngô Gia Gia lại già đi nhiều như vậy. Lục Vân cảm thấy chua xót, định bước về phía trước, nhưng một màn phát sinh kế tiếp, lại làm cho lửa giận trong lòng hắn, trong nháy mắt phun ra. Ngay lúc ông Ngô đang quét dọn, đột nhiên có một thanh niên áo sơ mi hoa dùng sức đẩy ông một cái, mắng chửi nói. Lão già kia, tôi biết mấy con đàn bà kia mỗi tháng đều sẽ gửi tiền cho ông, tiền đâu? Giữa ban ngày, có cướp bóc, Lục Vân giận không kềm được, một cái bước dài vọt tới. Túm lấy hoa áo sơ mi thanh niên cổ áo quát, tiền của người già mà cũng cướp, người còn là người sao? Thanh niên áo sơ mi hoa hiển nhiên không dự liệu được, sẽ có người đột nhiên xông tới, trên mặt xẹt qua một chút kinh hoàng, nhưng rất nhanh lại cố gắng giả bộ trấn định. Mày buông tao ra, đây là chuyện nhà của tao, liên quan gì tới mày? Chuyện nhà. Lúc này đến phiên Lục Vân nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía ông Ngô. Ngô Gia Gia vẻ mặt bi ai. Thở dài một tiếng, tiểu tử, nó đúng là không phải cướp, nó tên là Vương Cương, là con nuôi của ta. Vương Cương. Lục Vân nhìn chằm chằm thanh niên áo sơ mi hoa trước mắt một hồi, cuối cùng cũng nhận ra hẳn. Trách không được có một tia cảm giác quen thuộc như vậy, hóa ra là khi còn bé tên này thường xuyên bắt nạt mình, sau đó bị các chị chạy đến đập cho một chân Vương Cương. Sao anh ta lại được Ngô Gia Gia nhận nuôi? Lục Vân nhất thời thất thần. Vương Cương nhân cơ hội thoát khỏi tay hẳn, ho khan kịch liệt, hồi lâu mới thở phào. Tên khốn, ai mượn mày xen vào việc của người khác? Đã biết đây là chuyện nhà của tao, còn không mau cút đi. Vương Cương hung tợn trừng mắt nhìn Lục Vân, sau đó lại lớn tiếng gào lên với Ngô Văn Đức. Lão già kia, ông thu dưỡng tôi, không cho tôi ăn ngon, không cho tôi mặc đẹp, không cho tôi ở nhà lầu xe hơi ông. Thu dưỡng tôi àm gì? Tiền mấy con đàn bà kia gửi cho ông đâu, lấy ra đây, giấu làm gì, muốn mang vào trong quan tài tiêu sao? Tôi xem ông cũng sống không được mấy năm, tương lai còn phải dựa vào tôi chăm sóc lúc cuối đời, số tiền này ông không cho tôi dùng thì cho ai dùng? Vương Cương càng nói càng quá đáng. Thân hình của Ngô Văn Đức run rẩy kịch liệt, nhưng cũng chỉ yên lặng cúi đầu, thừa nhận lời chửi rủa của Vương Cương. Thấy một màn như vậy, Lục Vân cuối cùng không thể nhịn được nữa, giơ tay tát một cái. Bốp! Cái tát này, đánh mày ăn nói mất dạy, không tôn trọng người lớn. Bốp! Cái tát này, đánh mày lấy oán trả ơn, sống uổng phí cuộc. Đời! Bốp! Cái tát này, đánh mày có mắt không tròng, không biết trước sau. Tám đứa nhỏ sợ hãi run rẩy dựa sát vào nhau, rất nhanh đã bị khói đặc sặc hôn mê bất tỉnh. Ba cái tát, cái sau mạnh hơn cái trước. Khi một cái tát cuối cùng rơi xuống, mông của Vương Cương trực tiếp đặt dưới đất. Bối rối, hoàn toàn bối rối. Con mẹ nó, rốt cuộc là tên thần kinh này từ đâu chạy tới vậy? Vương Cương nhanh chóng lấy lại tinh thần, gân xanh trên cổ nổi lên. Vương Cương tao dù bất hiếu thế nào, cũng là chuyện nhà của tao, khi nào thì đến lượt tên khốn nạn nhà mày xen vào việc của người khác. Không tới phiên tôi quản. Con ngươi lạnh như băng của Lục Vân đột nhiên đâm tới. Mở to mắt chó của anh nhìn xem tôi à yêu. Một tiếng quát lạnh, làm cho Vương Cương trong nháy mắt dại ra, tầm mắt dừng lại trên mặt Lục Vân, cực kỳ nghiêm úc xem xét. Bỗng nhiên, thân thể run rẩy kịch liệt. Thanh niên trước mắt này, cùng với tiểu hài tử gầy yếu 15 năm trước, khuôn mặt dần dần chồng lên nhau. Sao mà giống nhau quá? Không thể nào. Vương Cương liều mạng lắc đầu, tên đã đến bên miệng, lại chần chừ không nói ra. Thật lố bịch. Rất kinh ngạc phải không? Lục Vân cười lạnh nói. Khi còn nhỏ anh thường bắt nạt tôi, tè lên giày tôi và cố tình làm bẩn quần áo tôi bằng bút màu nước. Còn có nhiều lần, rõ ràng người phạm sai lầm là anh, lại vu khống đến trên đầu của tôi, hại tôi bị Ngô Gia Gia phạt đứng, việc này, anh đều không nhớ rõ sao? Đùng. Vương Cương lùi lại một bước. Là hắn, quả nhiên là hắn. Lục Vân thường xuyên bị hẳn khi dễ. Đã trở lại. Trận hỏa hoạn kia,
vì sao không thiêu chết mày, vì sao mày đột nhiên trở về, vì sao mày muốn tới quấy rầy cuộc sống của tao. Tâm tình Vương Cương đột nhiên trở nên kích động dị thường. Tao cố gắng như vậy là muốn lấy lòng mấy nữ nhân kia, nhưng bọn họ lại không chịu nhận người em này, trong lòng của bọn họ chỉ xem mình mày là em trai. Tao hao hết tâm tư biểu hiện ở trước mặt viện trưởng, để cho ông tan thu dưỡng tao, nhưng lão già này, há mồm hay ngậm miệng đều là tên của mày. Tao cố gắng sống thành bộ dáng của mày, nhưng bởi vì ông ta, bởi vì đám nữ nhân đó, vì sao không chịu cho tao cơ? Hội, tao rốt cuộc chỗ nào không bằng mày? Vương Cương biểu tình càng ngày càng dữ tợn, mày có biết hay không, tao có bao nhiêu hy vọng mày chết đi? Hạ Ẩn hoàn toàn mất đi lý trí, đột nhiên xoay người rút ra một cây cột, gào thét đập về phía Lục Vân. Tuy nhiên, đáp lại hẳn, chỉ có một cước như tật phong ảo ảnh. Bùm, ống thép trong tay Vương Cương còn chưa gõ ra, bụng lại đột nhiên nhiều ra một dấu dày vô cùng rõ ràng, ngay sau đó. Bay ngược ra xa 5 mét. Anh muốn biết, rốt cuộc anh có chỗ nào không bằng tôi phải không? Lục Vân chậm rãi đi tới, nhìn xuống Vương Cương, hờ hững mở miệng, bởi vì tôi sẽ không ỷ mạnh hiếp yếu, bởi vì tôi sẽ không vong ân phụ nghĩa, bởi vì tôi sẽ không ghen tị sinh hận, những thứ này, đủ không? Đủ chưa? Thanh âm Lục Vân rất nhẹ, nhưng lại như tảng đá hung hăng va chạm vào linh hồn Vương Cương. Đây đều là nguyên tắc làm người cơ bản nhất, Vương Cương hắn có sao? Không, hắn chính là một tên cặn bã ỷ mạnh hiếp yếu vong ân phụ nghĩa hơn nữa lại có lòng ghen tị. Phốc, có lẽ là bị kích thích mãnh liệt, Vương Cương lại phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt đều vô cùng thống khổ. Lục Vân chỉ lạnh lùng nhìn, trong mắt không có chút thương hại. Người đàn ông này đã bị lòng ghen tị nuốt chửng đến mức không xứng đáng với bất kỳ sự đồng cảm nào. Hài tử, ngươi thật sự là Lục Vân. Lúc này, giọng nói run rẩy của Ngô Văn Đức đột nhiên vang lên sau lưng. Lục Vân xoay người đi, hàn ý trên mặt đã biến mất, ngược. Lại lộ ra một nụ cười rạng rỡ, là cháu, Ngô Gia Gia, cháu đã trở về. Thật sự là cháu. Trái tim Ngô Văn Đức đột nhiên co quắp lại, cuối cùng, nhịn không được ôm Lục Vân gào khóc. Tiểu Lục Vân của ta, cháu còn sống. Cháu còn sống, ông trời rốt cục không cần tra tấn ta nữa. Ta cho rằng, cháu là do ta hại chết. Ngô Văn Đức khóc rất lớn tiếng, nhưng không phải khóc. Thương tâm, mà giống như là gánh nặng được đặt xuống. Đứa nhỏ khiến ông áy náy 15 năm kia, vẫn còn sống. Đúng vậy Ngô Gia Gia, cháu còn sống, sống rất tốt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lục Vân nhẹ giọng an ủi, nhưng từ trong đôi câu vài lời của ông Ngô, đã nhận ra điều gì đó. Chờ cảm xúc của ông Ngô ổn định một chút, Lục Vân mới mở miệng hỏi. Ngô Gia Gia, có phải ông có chuyện gì gạt ta hay không, 15 năm trước trận hỏa hoạn kia, không phải ngoài ý muốn, đúng không? Ngô Văn Đức lau nước mắt, chuyện 15 năm trước, đã qua thì cứ để nó qua đi, chỉ cần cháu còn sống là tốt rồi. Điều này càng khẳng định suy đoán của Lục Vân, nghiêm túc nói, ông Ngô, nếu ông thật sự áy náy với cháu, thì hãy nói hết cho cháu biết, được không? Ngô Văn Đức muốn tránh đề tài này, nhưng nhìn thấy biểu tình nghiêm túc của Lục Vân, biết không giấu được, đành phải rủ rỉ nói. Trận hỏa hoạn 15 năm trước kia, thật sự có vấn đề. Lúc ấy, bất động sản Trác Tuyệt nhìn chúng đất của cô nhi viện Dương Quang, từng nhiều lần tìm được Ngô Văn Đức, muốn ép buộc hắn ký hợp đồng mua với giá thấp. Nhưng Ngô Văn Đức xương cốt cứng rắn, mặc kệ đối phương dùng thủ đoạn gì, cũng không ký. Không còn cách nào, người phụ trách bất động sản Trác Tuyệt đành phải buông ra lời tàn nhẫn, không ký hợp đồng, tự gánh lấy hậu quả. Kết quả đến ngày hôm sau, cô nhỉ viện liền bị hỏa hoạn. Ngô Văn Đức hoài nghi, trận hỏa hoạn kia chính là sự trả thù của bất động sản Trác Tuyệt, chỉ là vẫn không tìm thấy chứng cứ bọn họ phóng hỏa. Mà sau trận hỏa hoạn đó, Lục Vân liền biến mất. Ngô Văn Đức cho rằng mình hại chết Lục Vân, cho nên rất nhanh tự nhận lỗi rồi từ chức, hơn nữa còn nhận nuôi một đứa bé không kém Lục Vân bao nhiêu tuổi, cũng chính là Vương Cương. Ngô Văn Đức đem tất cả áy náy đối với Lục Vân, đều bù đắp lên người Vương Cương, lại không nghĩ tới cương chiều quá mức, ngược lại làm cho Vương Cương trở nên ham ăn. Biếng nhác, 3 ngày 2 bữa tìm ông ta đòi tiền. Trước kia số tiền nhỏ, ông ta cũng không nói cái gì, nhưng là lúc này đây. Lại mở miệng muốn 20 vạn.
Ngô Văn Đức đương nhiên không có khả năng cho hẳn, vì thế liền xảy ra một màn mở đầu kia. Sau khi Ngô Văn Đức kể xong, là một trận yên lặng. Yên lặng như tờ. Ngô Gia Gia ngẩng đầu nhìn Lục Vân một cái, nhất thời hoảng sợ, chỉ thấy trong con ngươi đen kịt của Lục Vân, đang tản ra lãnh quang dọa người. Bất động sản chắc tuyệt. Hại ta xa xứ 15 năm. Hại ta suýt nữa táng thân biển lửa. Hại ta suýt nữa mất đi 7 người chị. Món nợ này, tính như thế nào? Hả? Trong lòng Lục Vân hừng hực lửa giận, giống như là từ trong địa ngục trồi ra một con ác ma, điên cuồng xé rách thần kinh của hắn. Ngô Văn Đức sợ hãi, vội vàng lấy tay vuốt ve gò má Lục Vân. Hài tử, ông nói cho cháu những thứ này, chỉ là không muốn giấu giếm cháu điều gì, không phải muốn cho. Cháu đi làm chuyện ngu ngốc. Ban đầu ông Ngô không dám nói cho Lục Vân chân tướng, chính là sợ hẳn sẽ đi tìm bất động sản chắc tuyệt gây. Phiền toái. Thế lực đằng sau bất động sản chắc tuyệt, rất khủng bố. Bàn tay đầy nếp nhăn của ông lão vuốt ve trên mặt, khiến Lục Vân tỉnh táo lại. Cháu sẽ không làm ông thất vọng, cháu dọa ông rồi. Cháu trai, đồng ý với ông nội, đừng truy cứu chuyện trước kia nữa, được không? Ngô Văn Đức cầu xin. Lục Vân đè nén lửa giận trong lòng, Ngô Gia Gia ngài yên tâm, cháu sẽ không làm chuyện ngu ngốc. Ngoan lắm, Ngô Văn Đức lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên nhớ tới chuyện gì, mỉm cười nói các chị của cháu nếu biết. Cháu còn sống, nhất định sẽ rất vui. Lục Vân thân hình chấn động, các chị của cháu, đều khỏe chứ? Được rồi, bọn họ đã có sự nghiệp của mình, mỗi tháng còn có thể gửi tiền cho ông. Đúng rồi, chỗ ông còn. Có ảnh chụp của bọn họ. Ảnh. Lục Vân nhất thời hai mắt tỏa sáng, 15 năm không gặp, thật không biết các chị hiện tại trông như thế nào, có đẹp hay không. Đương nhiên, mặc kệ các chị lớn lên như thế nào, đều là nữ nhân mà đời này Lục Vân yêu nhất. Ngô Văn Đức vào nhà, cẩn thận lấy từ trong ngăn kéo ra một xấp ảnh chụp. Lục Vân vội vàng mở ra, chỉ nhìn thoáng qua, con người thiếu chút nữa kinh hãi rơi xuống. Mọi người thật sự là chị của ta. Lục Vân khó có thể tin, không phải bởi vì các chị lớn lên xấu xí, mà là bởi vì quá đẹp, mỗi một người đều là nữ thần cấp. Bậc. Ngô Văn Đức cười cười nói, các chị của cháu, không chỉ xinh đẹp, hơn nữa còn đều rất ưu tú đây. Lục Vân tin tưởng không nghi ngờ. Trong lúc hai người đang nói chuyện phiếm, Vương Cương đang thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên thê lương bỏ đến dưới chân Ngô Văn Đức. Ngô Gia Gia, van cầu ông cho cháu 20 vạn đi, cháu thật sự rất cần số tiền này. Hiển nhiên, tên này chuẩn bị chơi bài tình cảm. Ngô Văn Đức vốn đang trò chuyện vui vẻ với Lục Vân, bởi vì những lời này của Vương Cương, tâm tình tốt đẹp trong nháy mắt đã bị phá hư, cả giận nói. Cái thằng bất hiếu này, lại còn có mặt mũi nói chuyện tiền nong. Không phải Ngô Gia Gia, là bởi vì con cái gì, mau nói, có phải ở bên ngoài gây phiền toái gì không? Thấy không giấu được, Vương Cương đành phải nói thật, đó là bởi vì con có một khoản nợ ở sòng bạc và họ nói rằng, nếu trong vòng một tuần không trả được tiền, bọn họ sẽ chặt tay con. Cái gì, mày lại dám đi sòng bạc, tao đánh chết cái đổ vô liêm sỉ này. Ngô Văn Đức vừa nghe Vương Cương lại thiếu tiền ở sòng bạc, nhất thời tức giận đến nổi trận lôi đình, cầm chổi lên hướng về phía Vương Cương. Vương Cương không có trốn, cầu xin nói con biết, là con bị quỷ ám, nhưng sự tình đều đã xảy ra, con thật sự là không có cách nào. Đồ vô liêm sỉ, mày là muốn tức chết tao sao? Ngô Văn Đức thiếu chút nữa tức điên rồi. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên một đạo thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng từ xa truyền đến, Vương Cương, tôi đã cảnh cáo cậu không được chọc Ngô Gia Gia tức giận nữa. Vì sao dậy mãi cậu vẫn không thay đổi? Bên ngoài sân, một người phụ nữ cao gầy đi tới. Ngũ quan tuyệt mỹ, khí chất lãnh diễm, tóc dài đen nhánh búi cao sau đầu, hiển lộ vẻ ung dung quý phái. Âu phục của cô màu trắng cao quý, căn bản không che giấu được dáng người trước nhô sau vảnh của nàng, phong phạm nữ thần tỏa sáng. Đẹp vô cùng. Lần đầu tiên Lục Vân nhìn thấy đã bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp này, hốc mắt có chút ướt át. Là chị cả, đã 15 năm không gặp. Diệp Khuynh Thành. Hơn nữa so với những gì Lục Vân vừa nhìn thấy trong ảnh, ở bên ngoài chị cả càng xinh đẹp hơn, nhưng cũng lạnh lùng hơn. Khi Lục Vân nhìn về phía Diệp Khuynh Thành, Diệp Khuynh Thành cũng nhìn thấy hẳn. Trong nháy mắt bốn mắt nhìn nhau,
Diệp Khuynh Thành thân thể mềm mại khẽ run lên, trong đôi mắt đẹp toát ra một chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường, phảng phất cái gì cũng không có chuyện gì xảy ra. Vương Cương, nể mặt ông Ngô, tôi giúp cậu một lần cuối cùng, nếu còn dám sang bậy, tôi sẽ đánh gãy chân chó của cậu. Vì không để cho Ngô Gia Gia phiền lòng, Diệp Khuynh Thành viết một tờ chỉ phiếu 20 vạn, ném cho Vương Cương. Vương Cương mừng rỡ như điên, cảm ơn chị cả. Đừng gọi tôi là chị cả, tôi cảm thấy ghê tởm. Diệp Khuynh Thành chán ghét nói. Vương Cương mặt dày mày dạn cười cười, dù sao tiền đã tới tay, Diệp Khuynh Thành đối với hắn thái độ gì cũng không quan trọng. Chị, là em. Lúc này, Lục Vân ở một bên rốt cục nhịn không được, khẽ gọi một tiếng. 5 năm chỉnh chiến, đã sớm rèn thành tính cách cứng rắn của Lục Vân, cho dù đối mặt với trăm vạn hùng sư, cũng chưa từng lộ ra nửa phần khiếp sợ. Nhưng mà giờ phút này, nhìn đại tỷ Diệp Khuynh Thành gần trong gang tấc, hẳn có hơi khẩn trương. Cho dù Thiết Hán cũng có nhu tình, yếu điểm của Lục Vân, chính là 7 chị gái của hẳn. Diệp Khuynh Thành thân thể mềm mại run lên. Tiếng gọi này, đem suy nghĩ của nàng trở về 15 năm trước, trở về trên người em trai ngày nhớ đêm mong kia. Nàng cứng ngắc vặn vẹo cổ, nhìn khuôn mặt có vài phần quen thuộc kia, thanh âm run rẩy. Diệp Khuynh Thành không thể tin được. Lúc vừa bước vào cô đã nhìn thấy Lục Vân, lúc ấy liền cảm thấy người thanh niên này rất giống với em trai đã chết trong lửa lớn của cô. Nhưng cô không dám nhận nhau, bởi vì sợ thất vọng. Dù cho giờ phút này Lục Vân gọi cô một tiếng chị, ngữ khí cùng thần thái đều tương tự như trước đây, cô cũng không thể tin được. Cho đến khi Ngô Văn Đức vừa cười vừa nói, Khuynh Thành, nó chính là em trai của con, Lục Vân đã trở lại. Diệp Khuynh Thành trong phút chốc thất thần. Em trai Lục Vân của cô, thật sự đã trở lại sao? Chị, là em về rồi. Lục Vân ôn nhu cười, bước lên ôm chị cả một cái. Thân hình mềm mại của Diệp Khuynh Thành trong nháy, mắt căng thẳng, trong con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng. Đột nhiên hiện lên một tia kháng cự, nhưng không có biểu hiện quá mức rõ ràng. Lục Vân, thật sự là em về rồi, chị thật sự rất vui. Diệp Khuynh Thành nói như vậy. Thân thể cũng hơi lui về phía sau, từ trong ngực Lục Vân đây ra ngoài. Lục Vân ngây ngẩn cả người. Phản ứng của chị cả, có chút ngoài dự đoán của hẳn. Không kích động như trong tưởng tượng, cũng không hỏi hắn làm sao sống sót sau trận hỏa hoạn đó. Loại cảm giác này, giống như là một đôi bạn cũ xa cách lâu ngày gặp lại, ân cần thăm hỏi lẫn nhau. Thế thôi. 15 năm trôi qua, cuối cùng vẫn xa cách sao? Khóe miệng Lục Vân chua xót, bỗng nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, chị cả có thể đã có gia đình của mình, cho nên mới muốn tránh bị hiểu lầm. Dù sao hai người mặc dù gọi là chị em, nhưng không có chút quan hệ huyết thống nào. Nếu quả thật là như thế, Lục Vân chỉ có thể chân thành chúc phúc cho cô. Ngô Văn Đức không nhận ra bầu không khí của hai người, cười ha hả kéo hai người ngồi xuống, kể lại chuyện nhà. Trong lúc đó, Diệp Khuynh Thành cũng không có chủ động hỏi qua Lục Vân bất cứ chuyện gì về hẳn. Cảm giác chua xót trong lòng Lục Vân càng thêm nồng đậm. Có lẽ, thời gian làm con người xa mặt cách lòng. Tán gẫu gần nửa giờ, Diệp Khuynh Thành đứng dậy nói, Ngô Gia Gia, con phải về tập đoàn Khuynh Thành, lần sau lại. Đến thăm ông. Ừ, sự nghiệp quan trọng hơn, cháu mau về đi. Ngô Văn Đức vui mừng nói. Nếu Vương Cương còn dám chọc ông tức giận, nhất định phải nói cho cháu biết, cháu sẽ đập gãy chân chó của nó. Tạm biệt Ngô Văn Đức xong, Diệp Khuynh Thành lại nhìn về phía Lục Vân, cậu đi theo tôi có vài lời muốn nói với cậu. Lục Vân gật gật đầu, yên lặng đi theo sau mông chị cả. Ra khỏi sân, chỉ thấy trên đường cái bên ngoài đậu một chiếc Porsche 911, tài xế đang chờ ở một bên. Lân xe đi. Diệp Khuynh Thành lời ít ý nhiều. Lục Vân tiến vào ghế sau xe Porsche, trong nháy mắt cũng cảm giác được một cỗ hàn ý đánh úp lại, chính là đến từ chị cả Diệp Khuynh Thành. Lục Vân trong lòng hơi kinh hãi. Chị cả làm sao vậy? Cho dù 15 năm không gặp, xa lạ, cũng không đến mức lạnh lùng với mình như vậy chứ. Nói đi, người tiếp cận Ngô Gia Gia đến tột cùng có mục đích gì? Diệp Khuynh Thành lạnh lùng mở miệng. Mục đích, Lục Vân ngẩn ra chị đang nói gì vậy? Còn giả bộ, tôi không có nhiều thời gian lãng phí với cậu như vậy, cần bao nhiêu tiền nói thẳng. Đôi mắt Diệp Khuynh Thành lạnh lùng nhìn Lục Vân.
Đã đến lúc này, Lục Vân làm sao có thể còn không rõ, Sở Đĩ Chỉ Cả đối với hắn lạnh lùng, là bởi vì cô coi mình là hàng giả. Thú vị đấy. Khóe miệng Lục Vân bỗng nhiên hiện lên một nụ cười, quyết định trêu chọc Chỉ Cả một chút, vì thế thân thể nằm về phía sau, toàn bộ phía sau lưng dán ở trên ghế ngồi, nhìn qua lười nhác vô cùng. Cô đã biết tôi là hàng giả, vì sao vừa rồi ở Ngô Gia Gia chỗ cô không vạch trần tôi? Quả nhiên dám thừa nhận, vẻ mặt Diệp Khuynh Thành càng lạnh như băng. Quả thật như Lục Vân suy nghĩ, cô căn bản không cho. Rằng em trai của mình còn sống, vừa rồi sở dĩ không vạch trần, là bởi vì không muốn làm mất hứng của Ngô Gia Gia. Những thay đổi của Ngô Gia Gia những năm này, Diệp Khuynh Thành là người rõ nhất, rất đau lòng, nhưng cũng không còn cách nào khác được. Mười mấy năm qua, đây là lần đầu Ngô Gia Gia cười tươi như vậy, Diệp Khuynh Thành không đành lòng vạch trần. Đương nhiên, những thứ này cô không cần thiết giải thích với một tên hàng giả khô nên không có trả lời Lục Vân, mà là lạnh như băng nhìn hắn. Lục Vân tự tìm mất mặt, nhún vai nói, đưa tôi tới đoạn đường phía trước đi. Nói xong liền nhắm mắt lại. Diệp Khuynh Thành bất đắc dĩ, đành phải nhìn tài xế, lái xe. Chiếc Porsche nhanh chóng lao ra ngoài, không ai nói gì trong suốt hành trình, không khí bên trong xe giảm xuống mức đóng băng. Suốt quá trình khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Khuynh Thành cũng lạnh như băng. Xe đại khái chạy chừng 20 phút, Diệp Khuynh Thành đột nhiên nhíu mày, đây không phải là đường đi tập đoàn Khuynh Thành. Tài xế dường như không nghe thấy, vẫn chạy thẳng về phía trước. Diệp Khuynh Thành mơ hồ có loại cảm giác không ổn, cọt kẹt tí cuối cùng, xe dừng lại ở một chỗ trống trải. Tài xế Hà Thuận quay đầu, cười nói, Tổng Giám Đốc Diệp, tất cả mọi người là vì kiếm miếng cơm ăn. Hy vọng cô có thể hiểu cho tôi. Anh có ý gì? Đôi mắt Diệp Khuynh Thành lạnh như băng. Không có ý gì, chỉ là muốn Diệp Tổng Giám Đốc phối hợp với tôi chụp vài tấm, chỉ cần cô phối hợp tốt, tôi chắc chắn sẽ không làm tổn thương cô. Nói xong, Hà Thuận khóa chặt cửa xe, hơn nữa từ dưới ghế xe lấy ra một cái máy ảnh, cùng với một con dao sắc bén. Tổng Giám Đốc Diệp, anh là người thông minh, hẳn là biết làm như thế nào. Hà Thuận cười lạnh hai tiếng. Sau đó lại nhìn Lục Vân bên cạnh. Tiểu tử, xem như hôm nay ngươi may mắn, thân thể của mỹ nữ tổng giám đốc này không biết có bao nhiêu người ao ước, xem như cậu có nhãn phúc. Rõ ràng, hẳn ta chuẩn bị dùng máy ảnh chụp ảnh nóng của Diệp Khuynh Thành. Diệp Khuynh Thành không có la to, ngược lại là khuôn mặt xinh đẹp băng hàn nhìn chằm chằm Hà Thuận, tôi muốn biết, rốt cuộc anh cấu kết với tập đoàn Lệ Nhân hay với bọn người Lưu Chí Phong. Tập đoàn Lệ Nhân cũng giống như tập đoàn Khuynh Thành. Đều là thị trường mỹ phẩm dưỡng da, hai bên vẫn luôn tranh đấu gay gắt. Sắp tới, tập đoàn Khuynh Thành chuẩn bị lên sàn, nếu như lúc này tuôn ra ảnh xấu của Diệp Khuynh Thành, không thể nghi ngờ sẽ tạo thành đả kích chí mạng đối với tập đoàn Khuynh Thành. Mà trong miệng Diệp Khuynh Thành vừa nhắc tới Lưu Chí Phong, người này là quản lý bộ phận nhân sự của tập đoàn Khuynh Thành, tài xế mới này chính là hắn tuyển vào. Hà Thuận chậc chậc ngạc nhiên nói, đều nói Tổng Giám Đốc Diệp thông minh. Gan dạ sáng suốt hơn người, hôm nay tôi xem như tận mắt chứng kiến. Những lời này của hắn không thể nghi ngờ là khẳng định suy đoán của Diệp Khuynh Thành. Tổng Giám Đốc Diệp, con người của tôi, từ trước đến nay thương hoa tiếc ngọc, nhất là đối với loại nữ thần cao cao tại thượng như cô, lại càng không đành lòng khinh nhờn, cho nên cô vẫn là tự mình cởi đi. Nếu buộc tôi phải động thủ, thì không chỉ đơn giản là chụp ảnh thôi đâu, hắc hắc. Hà Thuận cười quái dị hai tiếng. Tựa hồ đã sớm dự đoán được Diệp Khuynh Thành sẽ không ngoan ngoãn phục tùng, trong con người bắt đầu lóe ra tham lam dục hỏa. Nhưng đúng lúc này, bốp, cổ tay Hà Thuận, đột nhiên bị một bàn tay lớn nắm lấy, ngay sau đó, hắn liền nghênh đón cặp mắt rét lạnh thấu. Xương của Lục Vân, dám ở trước mặt tôi bắt nạt chị tôi, là anh muốn trải qua mùi vị của địa ngục sao? Giọng nói của Lục Vân, cũng lạnh như con người của hẳn. Chinh chiến xa trường 5 năm. Lục Vân biết võ số người, chỉ cần đối phương toát ra một tia ác ý, đều trốn không thoát hai mắt của hắn. Lúc vừa nhìn thấy người tài xế này, từ trong ánh mắt của anh ta Lục Vân đã nhìn ra vấn đề, cho nên mới yêu cầu chỉ cả chở anh ta một đoạn đường. Hôm nay xem ra, quả nhiên không đơn giản. Tiểu tử, đừng không biết tốt xấu như vậy. Hà Thuận sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, miễn phí cho ngươi xem kịch còn không thỏa mãn. Hắn giật giật cánh tay. Nhưng lại kinh hãi phát hiện, ngón tay của Lục Vân, giống như là kìm xe không gì phá nổi. Đột ngột, răng rắc,
nương theo một tiếng nứt vỡ, xương cổ tay Hà Thuận trong nháy mắt nát bấy, dao nhỏ cũng rơi xuống theo. Hà Thuận làm sao có thể nghĩ đến, người chỉ dùng một chút lực, liền đem xương cổ tay của hắn bóp nát. Kêu thảm một tiếng, Hà Thuận ném máy ảnh xuống, điên cuồng móc khóa cửa xe, chạy trốn ra ngoài. Nhưng mà rất nhanh, hai chân của hắn truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, ngay sau đó liền quỳ rạp xuống đất. Hai viên đá hình dạng kỳ dị, khảm sâu vào phía sau đầu gối hắn. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? AI! Hà Thuận gan mật đều nứt, một cỗ sợ hãi trước nay chưa từng có, bao phủ trong lòng, toàn thân đều run rẩy kịch liệt. Chị của tôi, ngay cả tôi cũng không nỡ bắt nạt, ngươi là cái thá gì? Lục Vân lạnh lùng tiến lên, đập mạnh vào chỗ bị thương của Hà Thuận. Lại là một tiếng kêu thảm thiết như giết heo, Hà Thuận trực tiếp đau ngất đi. Rồng có vảy ngược, chạm vào sẽ chết. Vảy ngược của Lục Vân, chính là bảy người chị của hẳn, ai dám động vào một cọng tóc gáy của các nàng, nhất định phải chịu sự trừng phạt của Thiên Sát Phương. Nếu đây là chiến trường, Hà Thuận đã sớm trở thành tử thi. Diệp Khuynh Thành cũng xuống xe theo, xuất hiện ở phía sau Lục Vân, thấy hắn bá đạo như thế, đôi mắt đẹp không nhìn được run rẩy. Rốt cuộc cậu là ai? Diệp Khuynh Thành hỏi. Lúc này, Lục Vân đột nhiên xoay người tuột quần của mình xuống. Chị xem nè. A, à, Diệp Khuynh Thành luống cuống, trước nay cô chưa từng sợ hãi điều gì, mà lúc này ở trong sự kinh hãi lạo trộn lẫn sự tức giận mãnh liệt. Vừa rồi Lục Vân trường nghĩa tương trợ, Diệp Khuynh Thành đã thay đổi cái nhìn đối với hẳn, cứ coi như không phải em trai của mình thì cũng có thể kết giao bằng hữu. Nhưng ai biết, lại phát sinh một màn như vậy. Lẽ nào Diệp Khuynh Thành vừa thoát khỏi bầy sói giờ lại rơi vào hang cọp. Cô phẫn nộ giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng mắt cô lại nhìn thấy một vết làm cho Diệp Khuynh Thành cả người đều đại ra. Lục Vân có một bí mật nhỏ, chính là ở trên đùi có một cái bớt. Một cái bớt giống như tia chớp màu tím. Cái bớt này, bọn nhỏ trong viện phúc lợi đều biết. Đương nhiên bảy người chị của hắn cũng biết. Cho nên lúc Diệp Khuynh Thành nhìn thấy tia chớp màu tím liền biết, thanh niên trước mắt này chính là em trai xa cách 10 năm của cô. Tiểu Lục Vân, thật sự là em, thật sự là em sao, chị còn cho rằng, sẽ không gặp lại em nữa. Diệp Khuynh Thành đứng dậy ôm Lục Vân vào trong ngực. Nước mắt không ngừng ào ào chảy dòng, giống như con sông vỡ đê. Lỗ mũi Lục Vân cay cay. Không thay đổi, tất cả đều không thay đổi, chị cả vẫn là chị cả, thời gian 15 năm, căn bản không làm cho quan hệ hai người trở nên xa cách, ngược lại càng ngày càng thân mật. Lục Vân rất cảm động, âm thầm thề, sau này nhất định sẽ dùng hết toàn bộ sức lực để bảo vệ chị gái. Chỉ là, vì sao luôn cảm giác có chỗ nào không đúng? Rất nhanh Lục Vân liền phát hiện có chỗ nào không đúng, cười khổ nói chị, để em mặc quần vào đã. Diệp Khuynh Thành đỏ mặt, nhưng rất nhanh lại trừng Lục Vân một cái, không biết xấu hổ cái gì, cũng không phải chị chưa từng thấy qua. Sao ý em không phải vậy mà ở đây có người ngoài? AI! Diệp Khuynh Thành kinh hô một tiếng, đột nhiên ý thức được, nơi này không chỉ có hai người bọn họ. Vội vàng chạy tới kiểm tra Hà Thuận một chút, phát hiện hẳn còn hôn mê. Diệp Khuynh Thành lúc này mới thở phào. Nhẹ nhõm. Hà Thuận nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, lúc này hẳn đã bỏ lỡ một hình ảnh vô giá. Porsche 911 khởi động. Lái xe là Diệp Khuynh Thành, Lục Vân ngồi ở ghế lái phụ. Hai chị em nhiều năm không gặp, đương nhiên là nói không hết chuyện. Trong đó Diệp Khuynh Thành quan tâm nhất, chính là trong trận hỏa hoạn 15 năm trước Lục Vân làm sao sống sót được. Còn có 15 năm này, hắn rốt cuộc đã trải qua những gì? Lục Vân nhất nhất giải đáp, nhưng cũng không có nhắc đến chuyện 5 năm chinh chiến ngoài biên cương, chỉ nói này 15 năm đều ở trên núi theo lão đạo sĩ tu luyện. Diệp Khuynh Thành sau khi nghe xong, sâu kín liếc hắn một cái, cậu ở đây kể chuyện tiên hiệp với chị đấy à? Cô đương nhiên sẽ không tin chuyện thái quá như vậy, nói thật chị lại không tin, Lục Vân cũng rất bất đắc dĩ. May mắn Diệp Khuynh Thành không có tiếp tục truy cứu. Hưng phấn nói ra. Các chị khác nếu biết em còn sống, hơn nữa còn trở thành một tiểu tử đẹp trai, không biết sẽ có tâm tình như thế. Nào! Ha ha, chị phải giữ bí mật trước đừng nói vội, chuẩn bị cho các chị ấy một điều bất ngờ. Cậu đúng là nghịch quá nha. Diệp Khuynh Thành lộ ra nụ cười ngầm hiểu. Hai người trên đường đi nói chuyện phiếm với nhau, thời gian trôi qua thật nhanh, lúc lấy lại tinh thần thì cũng đã đến,
Tập đoàn Khuynh Thành. Khi hai người vừa nói vừa cười tiến vào cao ốc Khuynh Thành, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Băng Sơn nữ thần của bọn họ, từ khi nào thì cùng một nam nhân thân mật như vậy? Xong rồi, tan nát cõi lòng. Đêm nay nhất định có vô số người mất ngủ. Mà chuyện đầu tiên Diệp Khuynh Thành làm khi trở lại công ty, chính là để cho quản lý bộ phận nhân sự Lưu Chí Phong cút đi. Không bao giờ nói hai lời. Diệp Khuynh Thành chính là một nữ nhân mạnh mẽ vang dội như vậy. Chức quản lý bộ phận nhân sự chống ra, Diệp Khuynh Thành trừng mắt nhìn Lục Vân nói, tiểu Lục Vân, có hứng thú làm quản lý hay không? Lục Vân cười khổ lắc đầu, hay là thôi đi, em rốt đặc cán mai về lĩnh vực này lắm. Mặc dù hắn là Thiên Nhai Vương, bộ hạ 36 cương đều là danh chấn bát phương thần tướng, nhưng quản lý cái này với quản lý công ty vẫn không giống nhau. Quản lý thiên sát, chỉ cần có vũ lực cường đại là được, nhưng quản lý công ty, lại cần các loại điều lệ chế độ. Lục Vân cũng không am hiểu những thứ này. Diệp Khuynh Thành cũng là nói, không sao, chỉ là cho cậu treo chức mà thôi, có cái gì không hiểu, An Kỳ sẽ dạy cậu. Cố An Kỳ là thư ký của Diệp Khuynh Thành, quan hệ hai người rất tốt, ở công ty là cấp trên cấp dưới, đến nơi riêng tư chính là bản thân. Nếu chị cả đã nói như vậy, Lục Vân cũng không thể từ chối mãi được, nếu không sẽ cảm thấy không thích hợp. Hai người đang nói, Cố An Kỳ gõ cửa đi vào. Đây là một người phụ nữ gợi cảm, khoảng 25-26 tuổi, mặc đồng phục âu eo. Kính gọng vuông màu hồng phấn, che đi nốt ruồi lệ nơi khóe mắt cô. Tổng thể mà nói, nhan sắc của Cố An Kỳ là tương đối khá, ở trong công ty chỉ sau cao lãnh nữ thần Diệp Khuynh Thành mà thôi. Nhưng Lục Vân chỉ nhìn thoáng qua, liền rời ánh mắt đi, trong lòng hắn, không có nữ nhân nào sánh bằng 7 người chị của hắn. An Kỳ, cô tới vừa đúng lúc, tôi giới thiệu một người cho cậu làm quen. Diệp Khuynh Thành vừa cười vừa nói, hắn là em trai của tôi tên Lục Vân, tôi chuẩn bị đem chức vị quản lý đang trống cho hắn, cô cảm thấy như thế nào? Theo ánh mắt Diệp Khuynh Thành, Cố An Kỳ liếc Lục Vân một cái, biểu tình có chút sâu xa. Vừa rồi lúc ở bên ngoài, chợt nghe thấy các đồng nghiệp. Nghị luận nói, tổng giám đốc mang theo một con thỏ trắng trở về. Cố An Kỳ đương nhiên không tin, bởi vì cô biết ánh mắt của tổng giám đốc cực cao, không phải ai cũng có thể lọt vào nhãn quang của cô. Nhưng bây giờ xem ra, tổng giám đốc quả nhiên đã thay đổi sa đọa đến mức này. Diệp Tổng, có mấy lời tôi không biết có nên nói hay không. Quan hệ hai người mặc dù tốt, nhưng là ở trong công ty, Cố An Kỳ vẫn có chừng mực xưng hô Diệp Khuynh Thành là Diệp Tổng. Diệp Khuynh Thành cười nị lời gì nói thẳng đi. Vì thế Cố An Kỳ đẩy đẩy kính gọng vuông trên sống mũi, nói ra. Tôi cảm thấy công ty sắp đưa ra thị trường, ban quản lý không nên dễ dàng thay đổi, nhất là chức quản lý bộ phận nhân sự, thà để chống, cũng không nên để vị Lục tiên sinh này nhậm chức. Ồ, nói lý do đi. Cố An Kỳ suy nghĩ một chút, cuối cùng nói ra hai chữ, dị nghị. Có phải cô cũng cho rằng, Lục Vân là tôi bao nuôi? Diệp Khuynh Thành lập tức hiểu ra ý tứ của An Kỳ. Không phải tôi nghĩ, mà là tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Công ty sắp đưa ra thị trường, nếu lúc này truyền ra tin tức Diệp Khuynh Thành vì nâng đỡ nhân tình thượng vị, đã rất nhân viên cũ, tuyệt đối sẽ làm cho công ty mang tiếng xấu. Diệp Khuynh Thành làm sao có thể không hiểu đạo lý này, nhưng nàng không giải thích nhiều, vung tay lên nói. Tôi quyết định. Từ bây giờ Lục Vân sẽ là quản lý bộ phận nhân sự của công ty chúng ta. An Kỳ, em dẫn cậu ấy đi làm quen với tình hình ở công ty đi. Trong thang máy tòa nhà Khuynh Thành, Cố An Kỳ liên tục liếc mắt, đánh giá thanh niên bên cạnh, thỉnh thoảng toát ra ánh mắt khinh bỉ. Cô làm cộng sự với Diệp Khuynh Thành lâu như vậy, chỉ biết là Diệp Khuynh Thành có một người em trai không làm việc đàng hoàng suốt ngày ăn chơi phá hoại, gọi là Vương Cương. Mà người trước mắt này, chưa từng gặp qua. Cho nên hắn không phải là trai bao thì là cái gì. Chỉ là Cố An Kỳ không nghĩ ra, Lục Vân có tư cách gì được. Trở thành trai bao của Diệp Tổng. Quần áo bình thường, khí chất bình thường, tướng mạo tuy rằng đủ tư cách, nhưng cũng không có đẹp trai như minh tinh, ít nhất là không xứng với Diệp Khuynh Thành. Huống hồ, mặt của hắn lại còn không chằng. Tôi không biết anh dùng thủ đoạn gì lừa gạt Diệp Tổng, nhưng tôi khuyên anh, tốt nhất nên tránh xa cô ấy một chút. Tập đoàn Khuynh Thành phát triển tới hôm nay không dễ dàng, nếu bởi vì ngươi cá nhân, ảnh hưởng công ty đưa ra thị trường,
ta Cố An Kỳ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Còn nữa, trước khi ăn thịt thiên Nga, tốt nhất nên suy nghĩ xem mình có đủ tư cách hay không, nếu là cóc ghẻ thì cứ. Thành thật ở trong giếng, đừng vọng tưởng một bước lên trời. Cố An Kỳ lại nhảy, trong giọng nói tràn ngập khinh miệt Lục Vân. Cô căm hận nhất chính là những thứ không thực tế này, đàn ông sức dài vai rộng không tự cố gắng mà lại đi làm trai bao. Sốt cuộc cậu có nghe tôi nói chuyện hay không? Cố An Kỳ tức giận dậm chân. Vừa rồi cô nói nhiều như vậy, chính là hy vọng Lục Vân có thể tự mình hiểu lấy, nhưng Lục Vân thì sao, vẻ mặt hờ hững, giống như khúc gỗ. Cố An Kỳ đương nhiên tức giận. Thẳng đến khi cửa thang máy mở ra, Lục Vân mới thản nhiên trả lời một câu, Cố An Kỳ, tôi hiểu tâm tình của cô, nhưng Lục Vân tôi làm việc như thế nào, còn chưa tới phiên cô khoa tay múa chân. Cậu nói cái gì? Cố An Kỳ đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó phẫn nộ dâng lên trong lòng. Cô đuổi theo ra khỏi thang máy, chuẩn bị răn dậy Lục Vân, nhưng có một bóng dáng đi tới phía trước mặt, làm cho sắc mặt An Kỳ lập tức thay đổi trong nháy mắt. Kính gọng vàng, âu phục phạm tư chiết, đồng hồ kim cương Cartier, khí tức công tử nhà giàu tràn tới trước mặt. Mà chủ nhân của những vật phẩm trang sức đắt tiền này, chính là đại thiếu gia của Từ gia Từ Khải. An Kỳ, tôi nghe nói Khuynh Thành mang theo một tên trai bao trở về, có phải thật hay không? Từ Khải là người theo đuổi cuồng nhiệt Diệp Khuynh Thành, tại tập đoàn Khuynh Thành tập đoàn tai mắt rất nhiều, Diệp Khuynh Thành chân trước vừa dẫn người trở về, hắn chân sau liền nhận được tin tức. Mục đích chuyến đi này, có vài phần là đến để gây chuyện. Cố An Kỳ sắc mặt khẽ biến nói, Từ thiếu gia từ nơi nào nghe được lời đồn này, anh cũng không phải không biết tính cách của Diệp Tổng chúng tôi, làm sao có thể để mắt nam nhân khác. Nghe vậy, Từ Khải thở phào nhẹ nhõm nói, tôi biết ngay Khuynh Thành sẽ không làm ra chuyện hoang đường như vậy. Cố An Kỳ nhìn, trong lòng rất khó chịu. Công tử phong độ nhẹ nhàng như Từ Khải, cô sao có thể không động tâm, nhưng không có biện pháp. Người ta thích chính là Diệp Tổng Tài. Nghĩ tới đây, Cố An Kỳ càng thêm tức giận trừng mắt nhìn Lục Vân. Thật không biết Diệp Tổng nghĩ như thế nào, sao lại coi trọng loại người này, so với Từ thiếu gia, hắn chả là cái thá gì. Ngay khi Cố An Kỳ trừng mắt nhìn Lục Vân nói ra một câu, trong nháy mắt làm cho An Kỳ tắt thở. Tôi chính là tên trai bao mà chị Khuynh Thành mang về. Bá! Ánh mắt Từ Khải trong nháy mắt rơi xuống trên người Lục Vân, nhiệt độ xung quanh giường như đột nhiên giảm xuống vài phần. Cố An Kỳ đột nhiên phản ứng lại, lớn tiếng quát, Lục Vân, cậu nói hưu nói vượn cái gì? Cậu và Diệp Tổng không có chút quan hệ gì. Cô liều mạng nháy mắt với Lục Vân. Nhưng mà, Lục Vân lại phảng phất như không phát giác ra, cố tự nói, có một số việc muốn giấu cũng giấu không được, lúc ta và chị Khuynh Thành đi vào, rất nhiều người đều nhìn thấy. Bùm. Trong đầu Cố An Kỳ giống như động đất, sắc mặt tái nhợt không chút máu. Xong rồi, lần này hoàn toàn xong rồi. Tên Lục Vân chết tiệt này, là muốn phá hủy tập đoàn Khuynh Thành sao? Từ Khải vẻ mặt âm trầm, nhìn chăm chăm Lục Vân nói, tôi cho cậu một cơ hội, thuật lại quan hệ giữa cậu và Khuynh Thành cho tôi nghe. Chị Khuynh Thành, là người cả đời này tôi phải bảo vệ. Lục Vân thành thật nói. Cậu còn dám nói lung tung. Cố An Kỳ quả thực tức điên lên, không nhịn được một cái tát vào mặt Lục Vân, kết quả lại bị Lục Vân trở tay bắt lấy. Đừng tưởng rằng cô là bạn của chị Khuynh Thành, tôi không dám đánh cô. Lục Vân lạnh lùng quét mắt nhìn Cố An Kỳ một cái, chỉ một cái này, đã làm cho người sau cả người phát lạnh, nửa ngày nói không ra lời. Từ Khải cười lạnh nói, tiểu tử, chỉ sợ cậu còn không biết thân phận của tôi. Quả thật không biết. Vậy bây giờ ta nói cho người biết. Ta họ Từ, sau lưng là Giang Thành Từ gia. Vậy thì sao? Như thế nào? Từ Khải nhìn Lục Vân như nhìn một kẻ ngốc. Tôi nói cho cậu biết sẽ như thế nào, Từ gia chúng tôi là đối tác kinh doanh lớn nhất của tập đoàn Khuynh Thành, nếu như tôi chặn một cánh cổng của tập đoàn Khuynh Thành, cậu cảm thấy sẽ như thế nào? Nghe nói như thế, thân thể mềm mại Cố An Kỳ run lên, chuyện nàng lo lắng nhất đã xảy ra. Lục Vân này quả thực chính là tai họa của tập đoàn Khuynh Thành. Nhưng rất nhanh, Cố An Kỳ liền phát hiện đây không phải là tệ nhất, tệ hơn còn ở phía sau. Chỉ nghe Lục Vân thản nhiên nói, đừng nói Giang Thành, coi như là kinh thành hào môn, cũng không dám ở trước mặt tôi làm càn như vậy, chỉ một cái Từ gia bé bé mà cũng dám sao. Con đường thương nhân mà thôi, chỉ cần Lục Vân nói một câu,
sẽ có vô số thế lực so với Tử gia cường đại gấp trăm gấp ngàn lần, quỳ tới cửa thỉnh cầu hợp tác. Chỉ là một Tử gia, hẳn thật đúng là không để vào mai. Nhưng mà lời này rơi vào trong tai Cố An Kỳ, lại cảm thấy. Lục Vân điên rồi, hẳn đâu chỉ là muốn phá hủy tập đoàn Khuynh Thành, căn bản là muốn cho tập đoàn Khuynh Thành. Vĩnh viễn không có ngày trở mình. Lập tức, quỳ xuống xin lỗi Từ thiếu gia. Cố An Kỳ ra lệnh. Bốp, đáp lại cô, là một cái tát. Tôi nói rồi, không cần ở trước mặt tôi khoa tay múa chân. Cố An Kỳ hoàn toàn mơ hồ. Rốt cuộc là Diệp Tổng ở đâu kiếm ra một tên dã man cuồng vọng tự đại như vậy? Tôi muốn gặp Khuynh Thành. Lúc này, Từ Khải đi về phía thang máy, chuẩn bị tìm Diệp Khuynh Thành hỏi rõ ràng. Cửa thang máy mở ra, Diệp Khuynh Thành vừa lúc đi xuống. Lúc cô ở văn phòng trên lầu, cũng đã thông qua điện thoại nội tuyến, biết được tình hình dưới này, vội vàng chạy tới, nhưng hình như vẫn chậm một chút. Khuynh Thành em tới đúng lúc lắm, nói cho tôi biết. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Từ Khải lớn tiếng hỏi. Diệp Khuynh Thành vốn là muốn giải thích, nhưng nghe thấy Từ Khải chất vấn như vậy, sắc mặt trong nháy mắt lạnh như băng. Lục Vân là gì của tôi, hình như không liên quan gì đến Từ đại thiếu gia. Khuôn mặt Từ Khải khựng lại, lập tức, giận dữ. Bình thường giả bộ băng thanh ngọc khiết như vậy, không nghĩ tới lại dám bao trai, thật sự là không biết liêm sỉ. Từ Khải tức giận nói, Diệp Khuynh Thành. Cô đừng quên, tập đoàn Khuynh Thành có thể có ngày hôm nay, là nhờ vào công lao của Từ gia, cô là muốn bức tôi ngừng hợp tác sao? Tùy ý anh. Diệp Khuynh Thành làm sao không biết, ngừng hợp tác với Từ gia thì tập đoàn Khuynh Thành sẽ tổn thất rất lớn, nhưng cô thật sự chịu không được thái độ của Từ Khải, thật giống như bản thân là người phụ nữ của hắn. Hơn nữa, điểm quan trọng nhất, Diệp Khuynh Thành nhìn về phía Lục Vân, thầm nghĩ, đời này chỉ có một người em trai này. Bản thân không sủng hắn thì sủng ai? Trên dưới tập đoàn Khuynh Thành, toàn bộ nhân viên nháo nhào cả lên. Tổng giám đốc băng sơn Diệp Khuynh Thành của bọn họ, chỉ vì một tên trai bao lại trở mặt với đại thiếu của Từ gia. Có điên không? Từ gia chính là kênh thương mại lớn nhất của tập đoàn Khuynh Thành. Người xưa nói quả không sai, nữ nhân một khi bị tình cảm làm cho choáng váng đầu óc, sẽ mất đi lý trí. Mạnh như Diệp Khuynh Thành. Cũng trốn không thoát định luật này. Trong lúc nhất thời lời đồn nổi lên bốn phía. Diệp Khuynh Thành mặc kệ, trực tiếp kéo Lục Vân rời khỏi tòa nhà Khuynh Thành, càng không khéo chính là, ở bên ngoài lại đụng phải Vương Cương. Vương Cương vẫn là thiếu niên trước kia, một chút cũng không thay đổi. Trong nháy mắt nhìn thấy Diệp Khuynh Thành, hắn liền quỳ xuống, chị cả, xin chị lại cho em 20 vạn nữa đi, thật đây là một lần cuối cùng, em thề. Hóa ra, Vương Cương cầm số tiền 20 vạn Diệp Khuynh Thành cho lúc trước, không có đi trả nợ, mà là muốn lật vốn, kết quả lại thua sạch. Cút, nhìn thấy người ta lại ghê tởm mi. Tâm tình của Diệp Khuynh Thành tâm cực kém, vừa vặn lại bị Vương Cương đụng vào họng súng, đương nhiên sẽ bị giận cá chém thớt. Chiếc Porsche gầm lên và rời đi. Trên đường về nhà, Lục Vân nhìn sườn mặt nghiêm túc. Của chị cả, áy náy nói chị, em xin lỗi. Ngày đầu tiên trở về đã làm cho chị cả không bớt lo như vậy, Lục Vân cũng rất bội phục mình. Diệp Khuynh Thành sắc mặt hòa hoãn lại, nói tiểu Lục Vân đang nói gì thế, đây cũng không phải lỗi của cậu. Cô đã sớm chịu đủ dây dưa với Từ Khải, chỉ là ngại thân phận thương nhân của đối phương, mới không trở mặt. Cho dù hôm nay không có Lục Vân, mâu thuẫn này sớm. Muộn gì cũng bùng nổ. Chị, em nghiêm túc suy nghĩ một chút, chức vụ quản lý bộ phận nhân sự này. Vẫn không thích hợp với em. Két két. Diệp Khuynh Thành đạp mạnh thắng xe, quay đầu lại trừng Lục Vân, tức giận nói ra. Hai chị em chúng ta đang ngồi ngay ngắn, còn sợ người khác nói nhảm sao? Lần này cô thật sự tức giận. Mặc kệ người trong công ty nghị luận như thế nào, Diệp Khuynh Thành đều không sao cả, nhưng lời nói của Lục Vân, làm cho cô rất thương tâm. Không phải chị hiểu lầm em rồi. Lục Vân vội vàng giải thích, em chỉ quen với tự do, thật sự không thích hợp làm quản lý công ty, không liên quan gì đến tin đồn. Diệp Khuynh Thành trầm mặc một hồi, cuối cùng thở dài nói, được rồi, chỉ cần em vui vẻ là được. Đúng rồi chị, ngày mốt công ty chỉ có buổi họp báo sản phẩm mới phải không? Ừ, hiện tại chị có chút lo lắng, luôn cảm thấy Từ Khải và tập đoàn Lệ Nhân sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy. Tập đoàn Khuynh Thành trước khi đưa ra thị trường. Sẽ tổ chức một buổi họp báo sản phẩm mới,
trọng điểm giới thiệu sản phẩm mới của công ty, phóng viên cũng đã liên lạc xong. Cả rồi. Nhưng từ chuyện xảy ra gần đây mà xem, buổi họp báo này chỉ sợ sẽ không thuận lợi như vậy. Diệp Khuynh Thành rất đau đầu. Biệt thự Lục Nhân. Nơi Diệp Khuynh Thành thường ở, hoa lá vần quanh, ong bướm nhẹ nhàng. Mỗi khi đẩy cửa biệt thự ra, hương thơm của hoa sẽ ập tới trước mặt, phiền não của Diệp Khuynh Thành đều sẽ bị quét sạch. Lục Vân nhìn quanh bốn phía, kinh ngạc nói chị, căn nhà lớn như vậy, chỉ có một mình chị ở sao? Sao ừ, các chị gái của cậu gần đây đều rất bận rộn, rất ít khi trở về, nếu như không phải cậu nói muốn giữ bí mật, chị đã gọi điện thoại bảo bọn họ tối nay về nhà. Diệp Khuynh Thành đã thay quần áo rộng thùng thình, hơn nữa còn là áo in hình thỏ chằng, rất là đáng yêu. Trong nháy mắt từ cao lãnh nữ thần, biến thành một chị gái đáng yêu. Tiểu Lục Vân, em ở phòng khách xem TV, chị nấu cơm cho em ăn. Diệp Khuynh Thành nói. Không cần phiền như vậy, em ăn bát mì là được. Cái này, có phải quá tùy tiện hay không? Không đâu, còn nhớ hồi nhỏ chúng ta không có đồ ăn vặt, chị thường lén lấy nồi của ông Ngô nấu mì cho chúng ta ăn, em cũng rất muốn hoài niệm hương vị khi còn bé. Vậy, được rồi. Diệp Khuynh Thành hóa thân thành đầu bếp xinh đẹp, ở phòng bếp bận rộn một hồi. Chỉ trong chốc lát liền bưng ra hai ô mì trứng nóng hôi hổi. Lục Vân ăn như hổ đói, một bên còn khen không dứt miệng ni. Chị, mì chị nấu vẫn có hương vị giống như trước, đã rất lâu rồi em không được ăn. Nếu em thích, chị sẽ làm cho em cả đời. Nhìn Lục Vân uống không còn một giọt nước mì, đôi mắt Diệp Khuynh Thành cười thành hình trăng lưỡi liềm. Lúc chuẩn bị thu dọn bát đũa, Lục Vân lại dành trước một bước đứng lên nói chị, để cho em đi. Tay chị da mịn thịt mềm như vậy, dễ bị nước tẩy rửa làm bị thương. Tiểu Lục Vân lại biết thương hoa tiếc ngọc rồi nè. Diệp Khuynh Thành lộ ra nụ cười vui mừng, không có tranh với Lục Vân, nói, vậy chị đi tắm trước. Nói xong liền đi vào phòng tắm. Nhưng sau khi tắm rửa xong, Diệp Khuynh Thành lại đột nhiên trợn tròn mắt. Cô lại quên mang đồ ngủ. Trước kia trong phòng chưa từng có vào qua nam nhân, Diệp Khuynh Thành đều là trực tiếp tắm rửa xong liền đi ra. Không chỉ là cô, các chị em của cô cũng là như thế. Nhìn quần áo bẩn đã ném vào máy giặt, Diệp Khuynh Thành rơi vào trầm tư. Mặc hay không mặc, đó là một vấn đề. Cuối cùng, Diệp Khuynh Thành cầm một cái khăn tắm màu trắng, chuẩn bị thừa dịp Lục Vân xem TV, lặng lẽ trở về phòng, nhưng là đi đến một nửa, dưới chân đột nhiên bị trượt. Ao! Chị không sao chứ? Đừng qua! Diệp Khuynh Thành chữ đây còn chưa kịp nói ra. Lục Vân cũng đã xuất hiện ở trước mặt của nàng, khuôn mặt xinh đẹp thoáng cái đỏ âu. Lục Vân cũng ngây dại. Tình huống gì? Hẳn nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của chị cả, lập tức chạy tới, sau đó, liền nhìn thấy chị cả té ngã trên mặt đất. Lục Vân ngẩn ngơ một lát, phục hồi tinh thần lại, đột nhiên bước lên ôm lấy Diệp Khuynh Thành. Tiểu Lục Vân, câu. Diệp Khuynh Thành mặt đỏ bừng, trái tim đập thình thịch. Hai người mặc dù thân mật như chị em, nhưng dù sao cũng không có quan hệ huyết thống, Tiểu Lục Vân sẽ không phải là muốn. Diệp Khuynh Thành cực kỳ khẩn trương. Lúc này, Lục Vân đột nhiên mở miệng hỏi, trong nhà có thuốc khử trùng không? Có, trong tủ dưới tivi. Sau khi Lục Vân ôm chị cả lên giường, lập tức xoay người ra khỏi phòng, tìm thuốc và tăm bông. Thừa dịp này, Diệp Khuynh Thành vội vàng đem váy ngủ mặc vào. Đầu gối của chị bị thương, em giúp chị bôi thuốc. Lục Vân dùng tăm bông chấm, nghiêm túc lau vết chảy ra trên đầu gối chị cả. Để, chị tự mình làm đi. Thanh âm Diệp Khuynh Thành khẽ run rẩy nói. Mặc dù cô đã mặc váy ngủ, nhưng váy vẫn tương đối mỏng, lấy tư thế như vậy đối mặt với Lục Vân, thật sự có chút xấu hổ. Đừng lộn xộn. Nhưng mà lúc này, Lục Vân lại quát khế một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc. Diệp Khuynh Thành hơi ngẩn ra. Sau đó, vô cùng ngượng ngùng đem đầu vùi vào trong chăn. Xấu hổ muốn chết, nhưng mà... Em trai này, hình như có chút bá đạo. Đêm nay, Lục Vân ngủ rất say. Ngày hôm sau lúc thức dậy, chị cả đã đến công ty, trong phòng khách có bữa sáng chị ấy làm xong, còn để lại một tờ giấy. Tiểu hư hỏng, phải ngoan ngoãn ăn sáng nha. Phía sau vẽ một khuôn mặt tivi cười. Trong lòng Lục Vân tràn đầy hạnh phúc. Đừng thấy chị cả ở bên ngoài lạnh lùng, về đến nhà, tuyệt đối là một người chị ấm áp. Cho nên,
mình càng không thể để cho chị bị người ta ức hiếp. Nghĩ tới đây, trong con người Lục Vân đột nhiên hiện lên một tia sáng lạnh lùng, lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số đặc thù. Vương, có gì phân phó? Sau khi điện thoại được kết nối, truyền đến một thanh âm vô cùng cung kính. Giúp tôi xâm nhập một mạng tư nhân, tôi muốn tất cả tài liệu và ảnh chụp trong máy tính của Hàn, thời gian nhanh nhất cho tôi. Tuân lệnh. Lục Vân lời ít ý nhiều, sau khi cúp điện thoại, gửi cho đối phương một bản sơ yếu lý lịch cá nhân. Chủ nhân sơ yếu lý lịch, chính là Lưu Chí Phong. Ngày hôm qua lúc Diệp Khuynh Thành khai trừ Lưu Chí Phong, Lục Vân ở hiện trường đã thông qua quan sát, phát hiện Lưu Chí Phong này không đơn giản. Đầu tiên, đối mặt với chất vấn của Diệp Khuynh Thành, ngay cả giải thích hẳn cũng lười giải thích, trực tiếp thừa nhập có cấu kết với tập đoàn Lệ Nhân. Tiếp theo, lúc hẳn rời đi, khóe miệng rõ ràng hiện ra một tia cười lạnh, tựa hồ đang chuẩn bị âm mưu nào đó. Kết hợp với hướng đi gần đây của tập đoàn Khuynh Thành, Lục Vân cảm thấy có khả năng xảy ra vấn đề nhất. Chính là buổi họp báo sản phẩm mới ngày mai. Vì thế Lục Vân từ trong kho thông tin của công ty, sao chép sơ yếu lý lịch cá nhân của Lưu Chí Phong. Chỉ cần tìm người hack máy tính của Lưu Chí Phong, nhất định có thể tìm được một ít nhược điểm, phòng ngừa hắn giở trò sang bậy trong buổi họp báo. Đây là chiến lược của Lục Vân. Ăn xong bữa sáng, Lục Vân chuẩn bị xuống lầu tản bộ, đi tới vườn hoa biệt thự, đã thấy ngoài cửa viện, một bóng người đứng thẳng tắp. Đó là một nam nhân chừng 40 tuổi, mặt chữ quốc, để râu ngắn, khuôn mặt thoạt nhìn rất có vài phần uy nghiêm. Tên hẳn là Lôi Áo. Người của Giang Thành, càng quen gọi hẳn là Nam Giang Vương. Nam Giang Vương Lôi Áo, bái kiến Vân Thiên Thần Quân. Giọng nói của Lôi Áo vang dội, ngay khi nhìn thấy Lục Vân, cơ thể anh ta đã cong đến 90 độ. Hắn đã chờ ở đây hơn một giờ. Toàn bộ quá trình sống lưng thẳng tắp, tựa hồ chỉ cần có một khắc lười biếng, cũng không đủ để biểu đạt tôn kính của hắn. Cho đến khi Lục Vân xuất hiện, mới cúi người chào. Tin tức của ngươi cũng nhanh đấy. Lục Vân liếc Lôi Áo một cái, thản nhiên nói. Hắn không biết ai là Nam Giang Vương, nhưng hẳn có thể cảm giác được, đối phương có một ít công phu mèo cào. Tôi có một huynh trưởng, là bộ hạ của Thiên Cơ tướng quân, cố ý dặn dò tôi phải chăm sóc tốt cho thần quân. Chăm sóc, hay là đến để lấy lòng tôi? Lục Vân hừ lạnh một tiếng. Lôi Áo không dám, trong khoảnh khắc mồ hôi lạnh trên người Lôi Áo như thác nước rơi xuống, trong lòng cũng giống như bị một ngọn núi lớn gắt gao ngăn chặn, không thở nổi. Khí thế của Vân Thiên Thần Quân, thật là đáng sợ. Người bình thường có thể sẽ cảm thấy khí chất của hắn bình thường, nhưng chỉ cần hơi hiểu hắn liền biết, càng bình thường, càng đáng sợ. Lôi Áo chính là như thế. Nếu như không biết trước thân phận của Lục Vân, hẳn sẽ cảm thấy Lục Vân chính là một thanh niên bình thường không có gì lạ, nhưng sau khi biết thân phận của Lục Vân, mỗi lời nói cử chỉ kia đều có thể mang đến cho hẳn cảm giác áp bách cực lớn. Không cần khẩn trương, mặc kệ là chăm sóc cũng được, lấy lòng cũng được, người tới cũng đúng lúc. Ngay tại thời điểm Lôi Áo cảm giác sắp hít thở không thông, một câu nói của Lục Vân làm cho hắn trong nháy mắt lấy lại được cuộc sống mới. Nguyện nghe thân quân điện hạ sai khiến. Được. Lục Vân gật đầu. Có vài chuyện, tôi cần cậu giúp ta đi làm. Thứ nhất, trận hỏa hoạn 15 năm trước của cô nhỉ viện Dương Quang, tôi nghi ngờ có liên quan đến bất động sản Trác Tuyệt, cậu đi điều tra đi. Thứ hai, ngày mai công ty chị tôi, tập đoàn Khuynh Thành, có một buổi họp báo sản phẩm mới, tôi hy vọng cậu có thể làm chút chuyện. Thứ ba, Lục Vân dặn dò xong, Lôi Áo cung kính rời đi. Tâm tình kích động dị thường. Có thể thay Vân Thiên Thần Quân làm việc, là việc mà vô số người tha thiết ước mơ, hẳn Lôi Áo may mắn lấy được này vinh hạnh đặc biệt này, không biết có bao nhiêu người ghen ghét. Mà sau khi Lôi Áo rời đi không lâu, Lục Vân liền nhận được một tin nhắn nhắc nhở qua hòm thư. Trở lại phòng, dùng máy tính của chị cả đăng nhập vào hòm thư, tải tập tin nén bên trong xuống. Khóe miệng Lục Vân không khỏi hiện ra một tia cười lạnh, rất biết chơi nha. Ngày mai nếu Lưu Chí Phong biết điều không gây chuyện còn tốt, nếu là không biết tốt xấu, chỉ cần dựa vào những văn kiện này, cũng đủ để cho hẳn thân bại danh liệt. Ngày hôm sau, phòng hội nghị, tầng 13 cao ốc Khuynh Thành. Truyền thông liên tục vào vị trí, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Khuynh Thành nhiều lần nhấn mạnh nói, nhất định phải kiểm tra thật tốt thẻ công tác của bọn họ, đừng cho người không liên quan vào phá rồi.
Bộ trưởng An ninh Quách Huy võ ngực cam đoan, Diệp. Tổng, tôi làm việc cô cứ yên tâm. Nhưng lúc chuẩn bị ở hậu trường, Diệp Khuynh Thành vẫn cảm thấy lo sợ bất an. Lục Vân nhéo nhéo lòng bàn tay cô hỏi, sao vậy chị? Chị không biết, mí mắt phải của chị đã nhảy từ sáng sớm, luôn cảm thấy có điều gì đó không tốt sắp xảy ra. Không sao đâu, có em ở đây, cho dù trời sập em cũng sẽ giúp chị chống đỡ. Em sẽ an ủi chị. Diệp Khuynh Thành chừng Lục Vân một cái, mặc dù biết thật sự có chuyện phát sinh, Lục Vân cũng không giúp được gì, nhưng có những lời này của hắn, chẳng biết vì sao trong lòng an tâm hơn rất nhiều. Đúng 10 giờ, buổi họp báo diễn ra đúng giờ. Diệp Khuynh Thành sửa sang lại một chút, đi tới trước đài, nhất thời làm vô số truyền thông kinh ngạc. Bọn họ trước kia ít nhiều đã nghe nói qua tên Diệp Khuynh Thành, biết Giang Thành có một vị mỹ nữ tổng giám đốc như vậy, nhưng phần lớn mọi người đều cảm thấy nói quá sự thật. Đầu năm nay, chỉ cần là ăn mặc trang điểm, tỉ mỉ ăn mặc một chút đều được gọi là mỹ nữ. Nhưng khi nhìn thấy Diệp Khuynh Thành xuất hiện, bọn họ phát hiện mình sai rồi. Diệp Khuynh Thành dáng người cao gầy, khí chất xuất chúng, nhất là khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành của cô, không giống những cô hot girl mạng trang điểm đậm cả qua áp. Quả thật người cũng như tên Khuynh Thành. Các phóng viên trong nháy mắt tỉnh táo lại. Biểu hiện của Diệp Khuynh Thành cũng không làm cho. Bọn họ thất vọng, hào phóng khéo léo, đâu vào đấy giới thiệu sản phẩm mới của công ty, hoàn toàn nhìn không ra lúc cô khẩn trương dưới đài. Nửa chặng đầu buổi họp báo tiến hành vô cùng thuận lợi. Diệp Khuynh Thành âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình buồn lo vô cớ. Nhưng cũng không lâu sau đột nhiên phát sinh sự cố. Chỉ thấy một nữ phóng viên đột nhiên đứng lên hỏi, có tin tức nói, Diệp Tổng vì để cho trai bao thượng vị, không tiếc đá rớt người cũ của công ty, xin hỏi tin tức có phải là thật hay không? Bái! Sắc mặt mọi người của tập đoàn Khuynh Thành lập tức chùn xuống. Phóng viên này não xảy ra vấn đề à? Ai bảo cô hỏi ra vấn đề vô tri như vậy? Vài gã bảo vệ tập đoàn chuẩn bị đuổi nữ phóng viên này ra khỏi hội trường, nhưng bộ trưởng bảo vệ Quách Huy lại ngăn cản bọn họ. Mời Diệp Tổng giám đốc trả lời câu hỏi của tôi. Nữ phóng viên nhất quyết không buông tha. Những phương tiện truyền thông khác cũng gắt gao đem ống kính tập trung ở trên mặt Diệp Khuynh Thành. So với sản phẩm mới của tập đoàn Khuynh Thành, bọn họ càng muốn biết đời sống riêng tư của mỹ nữ tổng giám đốc hơn. Diệp Khuynh Thành mặt lạnh băng nói, vấn đề này không liên quan đến nội dung buổi họp báo hôm nay, tôi từ chối trả lời. Sao lại không liên quan chứ? Lúc này, cửa phòng họp đột nhiên bị người đẩy ra. Lưu Chí Phong cười lạnh đi vào. Đi cùng hắn, còn có Hà Thuận. Hà Thuận ngồi trên xe lăn với hai chân đầy thạch cao và một cánh tay cũng được quấn bằng băng, treo trên ngực. Bộ trưởng An ninh Quách Huy nhìn thấy một màn như vậy, chẳng những không có ngăn cản, ngược lại chủ động tiến lên giúp Hà Thuận đẩy xe lăn. Lập tức liền có phóng viên đem microphone đưa tới bên miệng Lưu Chí Phong, xin hỏi vị tiên sinh này, anh có ân oán gì với tập đoàn Khuynh Thành sao? Đương nhiên. Tôi chính là vị nhân viên kỳ cựu bị Diệp Khuynh Thành sa thải kia. Nhìn thấy Lưu Chí Phong, trong nháy mắt Diệp Khuynh Thành liền biết sắp có chuyện không ổn xảy ra, cô vội vàng quát lạnh, Lưu Chí Phong, anh đã không phải là người của tập đoàn, mời anh đi ra ngoài. Ha ha, Tổng Giám Đốc Diệp, cô vội đuổi tôi đi như vậy, là sợ tôi vạch trần chuyện xấu xa của cô sao? Lưu Chí Phong cười lạnh. Diệp Khuynh Thành mày liễu dựng thẳng, Diệp Khuynh Thành tôi làm việc quang minh lỗi lạc. Không sợ người khác. Dội nước bẩn, chỉ là chuyện mà anh muốn nói, cùng với buổi họp báo hôm nay không liên quan đến nhau, cho nên mời anh rời đi. Ha ha, chờ tôi nói xong cô sẽ biết có quan hệ hay không. Lưu Chí Phong tiếp tục cười đều. Lưu tiên sinh, anh có thể nói rõ sự tình cụ thể đã trải qua không? Một phóng viên hỏi. Nhất thời, tất cả ống kính đều quay về Lưu Chí Phong, không ai chú ý đến sản phẩm mới của tập đoàn Khuynh Thành nữa. Đương nhiên hôm nay tôi tới đây là để vạch trần khuôn mặt dối trá của Diệp Khuynh Thành, cho mọi người nhìn xem bộ mặt xấu xa của cô ta. Lưu Chí Phong hẳng giọng, tiếp tục nói. Tôi tên là Lưu Chí Phong, trước kia là quản lý bộ phận nhân sự của tập đoàn Khuynh Thành, ở công ty cẩn trọng làm việc mười mấy năm. Có thể nói, tập đoàn Khuynh Thành có thể có thành tựu như ngày hôm nay, tuyệt đối không thể thiếu một phần cống hiến của Lưu Chí Phong tôi. Hôm nay công ty sắp đưa ra thị trường. Tôi cũng rất vui, cảm thấy nỗ lực nhiều năm của mình cuối cùng cũng có hồi báo, nhưng... Nhưng ả đàn bà Diệp Khuynh Thành này, qua cầu rút ván,
vì nâng đỡ người tình của mình mà đem nhân vật cốt cán là tôi đây đá ra công ty. Mọi người cảm thấy, như vậy có công bằng không? Lưu Chí Phong lớn tiếng lên án. Các phương tiện truyền thông nghị luận sôi nổi, ánh mắt nhìn về phía Diệp Khuynh Thành hoàn toàn thay đổi. Thật sự là chi nhân chi diện bất chi tâm, nhìn người phụ nữ nữ có bộ dạng xinh đẹp như vậy, không nghĩ tới lại là tâm địa rắn rết như thế. Công ty như vậy còn muốn đưa ra thị trường, đi viếng mộ còn may ran. Sắc mặt Diệp Khuynh Thành trầm xuống. Lưu Chí Phong ăn nói bậy bạ, rõ ràng là ngươi cấu kết với tập đoàn Lệ Nhân trước, tôi không truy cứu ngươi trách nhiệm hình sự đã là không tệ rồi, anh lại còn dám trả đũa, mặt mũi cũng không cần nữa sao. Cấu kết với tập đoàn Lệ Nhân, Diệp Khuynh Thành, cô nói chuyện cần phải nói chứng cứ. Ngày đó ở văn phòng tôi, có phải chính miệng anh thừa nhận cấu kết với tập đoàn Lệ Nhân không? Nực cười. Lưu Chí Phong hét lớn một tiếng, chỉ vào đám truyền thông nói. Giả sử các ngươi phản bội công ty, chính mình sẽ đứng ra thừa nhận sao? Mọi người nhao nhao lắc đầu. Kẻ ngốc mới có thể đứng ra thừa nhận mình cấu kết với công ty khác. Cách nói này của Diệp Khuynh Thành quá không đáng tin rồi. Oan ức nhất chính là người anh em Hà Thuận của tôi. Lưu Chí Phong lại chỉ Hà Thuận đang ngồi trên xe lăn, tức giận bất bình nói. Hắn vốn là tài xế của Diệp Khuynh Thành, cũng là hắn phát hiện Diệp Khuynh Thành nuôi trai bao đầu tiên, bởi vì cậu ta nhiều chuyện khuyên bảo vài câu, kết quả, các ngươi nhìn xem cậu ta bị đánh thành bộ dáng gì. Tất cả ống kính trong nháy mắt di chuyển đến trên người Hà Thuận. Hà Thuận cũng hết sức phối hợp lấy ra một tờ giấy chẩn đoán, nghiến răng nghiến lợi nói, đây là bệnh viện chẩn đoán cho tôi, xương cổ tay phải bị gãy, dây chằng hai bên đầu gối bị rách. Bùm! Giống như là một quả bom nước sâu đột nhiên nổ tung, toàn trường sôi trào. Thật quá đáng, quả thực trong mắt không có vương pháp. Một nữ nhân có tâm địa độc ác như vậy, lại còn có mặt mũi đứng ở trên đài tổ chức họp báo, mau cút xuống đi. Diệp Khuynh Thành, cô phải cho chúng tôi một lời giải thích. Phải trả lại công đạo cho Hà Thuận tiên sinh và Lưu Chí Phong tiên sinh. Dư luận trong nháy mắt nghiêng sang một bên, tất cả phóng viên truyền thông đều lòng đầy căm phẫn. Sắc mặt Diệp Khuynh Thành hơi trắng bệch, thanh âm run rẩy nói. Lưu Chí Phong, anh luôn miệng nói tôi nâng đỡ trai bao, luôn miệng nói tôi phái người đánh Hà Thuận, chứng cớ đâu. Điều duy nhất cô có thể làm trước mắt, chính là yêu cầu Lưu Chí Phong đưa ra chứng cứ. Lưu Chí Phong hừ lạnh một tiếng, cũng không đáp lại, lúc này, một người đàn ông trung niên ngồi ở hàng đầu đột nhiên đứng lên. Hắn tên là Tưởng Đào, là quản lý bộ phận nhân sự đương nhiệm của tập đoàn Khuynh Thành. Trước kia khi Lưu Chí Phong còn tại vị, hắn là phó chức. Tôi có thể chứng minh, Lưu Chí Phong nói thật. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng hắn muốn thay Diệp Khuynh Thành nói chuyện, lại không nghĩ tới, Tưởng Đào lại đứng về phía của Lưu Chí Phong. Toàn trường chấn động. Diệp Khuynh Thành thân thể mềm mại run rẩy nói, Tưởng Đào cậu đang nói cái gì vậy? Tôi nói cái gì, Tổng Giám Đốc Diệp nghe không hiểu sao? Mọi người trong công ty đều biết, vị trí quản lý này. Vốn dĩ cô muốn để lại cho tên trai bao kia, sau đó vì bị áp lực, mới để cho tôi ngồi. Tưởng Đào vừa nói, vừa tháo thẻ công tác xuống, cứng rắn nói, Tưởng Đào tôi, không cần cái chức ăn xin này. Bùm! Diệp Khuynh Thành thân thể kịch liệt run lên, nhưng không đợi nàng tỉnh táo lại, cửa lớn phòng họp lần nữa bị người ta đẩy ra. Lần này đi vào, chính là Từ gia đại thiếu Từ Khải, cùng với Vương Cương. Tưởng tiên sinh nói rất đúng. Nữ nhân như Diệp Khuynh Thành, căn bản không đáng để cho anh cống hiến, rời khỏi tập đoàn Khuynh Thành, Từ gia tôi lúc nào cũng hoan nghênh anh gia nhập. Từ Khải lên sân khấu, lần thứ hai đẩy phóng viên truyền thông lên cao trào. Bọn họ đều biết, Từ gia là con đường thương mại lớn nhất của tập đoàn Khuynh Thành, Từ thiếu gia lại là người theo đuổi cuồng nhiệt của Diệp Khuynh Thành, sao hẳn cũng tới. Đúng rồi, nhất định là Diệp Khuynh Thành bao dưỡng trai, chọc giận hắn. Quả nhiên. Từ Khải tiếp nhận microphone của một phóng viên đưa tới nói, tôi tuyên bố, từ nay về sau, đoạn tuyệt tất cả hợp tác với tập đoàn Khuynh Thành. Sau đó hắn lại nhìn về phía Vương Cương, người không phải cũng có chuyện muốn nói sao? Bây giờ có thể nói rồi. Nói xong đưa micro cho Vương Cương. Đáy mắt Vương Cương hiện lên một tia oán hận, thầm nghĩ, Diệp Khuynh Thành, Từ thiếu đã đồng ý giúp tôi trả nợ cờ bạc, cho nên đừng trách tôi, là cô bất nhân trước. Tôi tên Vương Cương, cũng giống như Diệp Khuynh Thành lớn lên ở cô nhị viện Dương Quang, cho nên biết rõ cô ta làm người như thế nào,
ngay từ nhỏ Diệp Khuynh Thành đã thích bắt nạt những đứa trẻ khác, trong đó bao gồm cả tôi. Vương Cương một trận đổi trắng thay đen, đem chuyện trước kia Hà đã làm ở viện Phúc Lợi, toàn bộ đổ lên người Diệp Khuynh Thành. Chuyện khi còn bé tôi cũng không đề cập tới, nói tới gần đây, lão viện trưởng bệnh nặng, cần một số tiền lớn chữa bệnh, tôi vô số lần đi tìm Diệp Khuynh Thành, quỳ gối vay tiền. Nhưng Diệp Khuynh Thành thì sao, không cho mượn còn chưa tính, còn mắng tôi là vô lại, bảo tôi cút. Sau khi Vương Cương lên án xong, là một hồi trầm mặc thật lâu. Toàn bộ phòng hội nghị bao phủ ở trong bầu không khí một cỗ áp lực, loại áp lực này, là dấu hiệu lửa giận bộc phát. Diệp Khuynh Thành, cô chính là ả đàn bà cặn bã. Cuối cùng, trải qua một đoạn trầm mặc dài dòng, lửa giận của mọi người hoàn toàn bộc phát. Ê Khuynh Thành, loại người vong ân phụ nghĩa căn bản không xứng sống, mau đi chết đi. Là phụ nữ, tôi cảm thấy xấu hổ thay cho cô là đồ đê tiện không biết xấu hổ. Diệp Khuynh Thành, tôi chúc cô sớm xuống địa ngục. Công kích cùng khiển trách mãnh liệt, làm cho thân thể Diệp Khuynh Thành lung lay xép đổ, nước mắt lăn xuống. Không phải như vậy, những lời cậu ta nói hoàn toàn là bịa đặt. Diệp Khuynh Thành liều mạng lắc đầu, nước mắt làm ướt vạt áo, nhưng mà căn bản không ai nghe nàng giải thích. Bọn họ đã nhận định, Diệp Khuynh Thành chính là cái đồ vong ân phụ nghĩa, qua cầu rút ván cô nên bị chết đuối trong nước bọt của mọi người. Khuynh Thành, cô che giấu cũng thật sâu nhỉ, Cố An Kỳ tôi làm chị em với cô lâu như vậy lại không nhìn thấu nhân cách làm người của cô. Cố An Kỳ cười lạnh tháo xuống thẻ công tác, dùng sức nện trên mặt đất, làm cộng sự với người như vậy, tôi cảm thấy mất mặt. An Kỳ, ngay cả cô cũng. Diệp Khuynh Thành cho dù kiên cường hơn nữa, cũng không chịu nổi đả kích liên tiếp như vậy, rốt cục hai mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh. Nhưng ngay khi nàng sắp ngã xuống đất, một đạo thân ảnh đột nhiên từ hậu trường lao ra, đỡ được thân thể nhu nhược của cô. Các ngươi hôm nay, một người cũng đừng nghĩ trốn tránh trách nhiệm. Ngay từ lúc Lưu Chí Phong đi ra dội nước bẩn, Lục Vân cũng đã rất tức giận, nhưng hắn không lên tiếng. Hắn đang nhìn. Hắn muốn nhìn xem, đối phương đến tột cùng có bao nhiêu người, đến tột cùng sẽ dùng bao nhiêu loại thủ đoạn, đến bắt nạt chị của mình. Quách Huy, Hà Thuận, Tưởng Đào, Hứa Khải, Vương Cương, và Cố An Kỳ. Bọn họ từng người một, nhảy ra, chửi bới, bôi nhọ, vũ nhục chị cả. Còn có những phương tiện truyền thông này, nghe những lời phiến diện, dưới tình huống không có bất kỳ chứng cứ xác thực nào, lại khiển trách, công kích chị Khuynh Thành. Lửa giận trong lòng Lục Vân, sớm đã một tầng lại một tầng tích góp từng tí một. Vô cùng vô tận. Hết lần này tới lần khác, Lưu Chí Phong còn không biết tốt xấu chỉ vào Lục Vân nói, chính là hắn chính là thằng đàn ông mà Diệp Khuynh Thành bao nuôi. Bái. Thân ảnh Lục Vân trong nháy mắt biến mất, sau một khắc xuất hiện, đã đi tới trước mặt Lưu Chí Phong. Con mẹ nó, có phải thiếu đánh hay không? Có phải thiếu đánh hay không? Có phải thiếu đánh hay không? Lục Vân túm tóc Lưu Chí Phong, hung hăng, đánh tới cái bàn bên cạnh, một cái, hai cái, ba cái. Bùm, 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 Lưu Chí Phong trong nháy mắt đầu rơi máu chảy. Cậu là người man dợ, dựa vào cái gì đánh người? Phóng viên truyền thông xung quanh đột nhiên phản ứng lại, vô cùng phẫn nộ trách cứ Lục Vân. Mặt Lưu Chí Phong đầy máu, kêu thảm thiết, đồng thời vẫn không quên gào thét. Mọi người đều thấy được, tên trai bao này có bao nhiêu cao ngạo. Nhanh lên chụp tội ác của hắn, tôi muốn hắn ngồi. U dục xương. Không cần hắn nhắc nhở, các phóng viên đã điên cuồng ấn nút chụp. Tôi xem anh là không thấy quan tài không rơi lệ. Trong mắt Lục Vân nổi lên lửa giận, giống như sách gà con, sách Lưu Chí Phong lên đài. Mở máy chiếu ra, phát tài liệu bên trong USB. Lục Vân quát lớn với nhân viên hậu trường. Bốp, máy chiếu sáng lên. Ngay sau đó, vang lên một đoạn đối thoại. Lý Tổng, tôi đã sắp xếp anh em Hà Thuận đến bên cạnh Diệp Khuynh Thành làm tài xế, tin tưởng không bao lâu nữa, có thể chụp được ảnh nóng của tiện nhân kia. Làm không tệ, tốt nhất là công bố ảnh chụp trước khi tập đoàn Khuynh Thành đưa ra thị trường, tôi muốn tập đoàn Khuynh Thành biến thành một trò cười. Vậy số tiền ngài đồng ý cho hai anh em chúng tôi? Yên tâm, sau khi chuyện thành công, một phần cũng sẽ không thiếu cho các ngươi. Sao lại như vậy? Sao lại như vậy? Đoạn hội thoại này là chính hắn vụng trộm ghi lại, mục đích là vì phòng ngừa Lý Cao Phi quyệt nợ.
nhưng hắn nghĩ không ra, rõ ràng đã cất giữ rất tốt, tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở trên tay Lục Vân. Hơn nữa, ngay cả ảnh riêng của hắn cũng bị tung ra. Lưu Chí Phong hoàn toàn tuyệt vọng. Các phóng viên truyền thông còn đang tiếp tục công kích, nhưng lúc này, Lục Vân lại đột nhiên hét lớn một tiếng nói, câm miệng. Phòng hội nghị lớn như vậy, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Con người sắc bén của Lục Vân quét qua người tất cả phóng viên một lần, để cho tất cả mọi người sinh ra một cỗ cảm giác nặng nề trên lưng. Trước khi khiển trách người khác, hãy tự hỏi bản thân mình, có đủ tư cách không? Những truyền thông vô lương tâm này, chỉ cần bắt được một điểm của người khác thì liền liều mạng công kích, cho dù là công kích sai, cũng không cần chịu một chút trách nhiệm nào. Bọn họ căn bản sẽ không quan tâm, những người bị oan, sẽ bị tổn thương bao nhiêu. Tất cả các ngươi đều nợ chị Khuynh Thành một lời xin lỗi, quỳ xuống. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch. Không ai quỳ xuống. Bọn họ thừa nhận, là vu oan cho Diệp Khuynh Thành, nhưng Lục Vân muốn bọn họ quỳ xuống, cũng ngang ngạnh quá đấy. Hừ, khẩu khí thật lớn. Lúc này, Từ Khải đột nhiên hừ lạnh một tiếng nói, những thứ vừa rồi, chỉ có thể nói rõ Lưu Chí Phong càng thêm đê tiện, nhưng không che giấu được Diệp Khuynh Thành bao trai, và sống vong ân phụ nghĩa với người khác. Lục Vân có thể lấy ra chứng cứ đánh ngược Lưu Chí Phong, Từ Khải đích xác cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng điều này căn bản không ảnh hưởng đến đại cục. Tất cả vẫn còn trong tầm kiểm soát của hắn. Từ Thiếu nói rất đúng, Lưu Chí Phong không phải thứ gì tốt, Diệp Khuynh Thành cũng giống vậy. Trong mắt Lục Vân hiện lên một tia hàn ý, Từ Khải này, đã bị hắn liệt vào danh sách phế nhân. Chị Khuynh Thành, là người chị tôi kính trọng. Anh có chứng cứ gì chứng minh không? Nữ phóng viên bắt đầu gây sự hỏi. Lục Vân lạnh lùng liếc cô một cái, tôi không cần phải chứng minh, huống hồ, cho dù tôi thật sự có gì với chị Khuynh Thành, cũng không cần phải báo cáo với tiện nhân cô. Anh, vị tiên sinh này, hiện tại anh đang tiến hành công kích cá nhân tôi. Công kích cá nhân? Lục Vân hừ lạnh một tiếng, trên người đột nhiên bộc phát ra một cỗ sát ý ngập trời, thâm nhập vào thân thể nữ phóng viên. Cô nói thêm một câu nữa. Có tin tôi dám giết cô không? Phù phùi. Hai chân nữ phóng viên mềm nhũ, trong nháy mắt ngồi bệt trên mặt đất, dưới váy đột nhiên có thêm một bãi chất lỏng gai mũi khó ngửi. Cô ấy sợ vãi đái ra quần. Trong nháy mắt vừa rồi, dường như có một con ác ma đáng sợ đang nhìn xuống cô, dường như chỉ cần cô nói thêm một câu, sẽ chết thảm ngay tại chỗ. Ánh mắt lạnh như băng của Lục Vân rời khỏi người nữ phóng viên, người tiếp theo là Vương Cương. Bái sắc mặt Vương Cương trong nháy mắt trắng bệch. Vừa rồi mày nói, chị Khuynh Thành khi còn bé từng bắt nạt mày. Vừa rồi mày nói, mày mượn tiền chị Khuynh Thành là vì chữa bệnh cho Ngô Gia Gia. Vừa rồi mày nói, chị Khuynh Thành là người vong ân phụ nghĩa. Lục Vân từng bước đi về phía Vương Cương, dọa Vương Cương liên tục lui về phía sau, khuôn mặt vốn tái nhợt, càng đem chặng bệt. Thân thể Vương Cương run rẩy. Đã có thể cảm giác được một cỗ hàn ý đáng sợ, đang thổi quét về phía ha, khẩn trương đến mức ngay cả nói cũng không nên lời. Loại cảm giác này, giống như là có một tôn sát thần, đang từng bước một hướng tới gần. Dây thần kinh sắp đứt rồi. Tôi thừa nhận, là tôi. Vương Cương thật sự không chịu nổi áp lực như vậy, vẻ. Mặt hoảng sợ, chuẩn bị nói ra sự thật, nhưng lúc này, Từ Khải lại cắt đứt lời hắn. Ngoại trừ uy hiếp người khác. Mày còn có thể làm gì? Bốp! Nhưng mà, Từ Khải vừa mở miệng, lại đột nhiên bị một cái tát đánh bay ra ngoài, ba cái hàm răng dính máu, rớt xuống đất. Con chó ngốc, hết lần này đến lần khác ngắt lời tôi, không ngờ mày cũng coi trọng chính mình nhỉ. Bốp! Một cái tát này đi xuống, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người đều mở to mắt. Đây chính là đại thiếu gia Từ gia A, điên rồi. Trai bao của Diệp Khuynh Thành. Quả thực là một tên điên từ đầu đến đuôi. Cố An Kỳ vội vàng chạy tới đỡ Từ Khải dậy, quay đầu quát Lục Vân, cậu xong rồi. Diệp Khuynh Thành cũng xong rồi. Tất cả mọi người trong tập đoàn Khuynh Thành các người, đều hoàn toàn xong rồi. Cô may mẫn nhanh trí kịp thời thoát khỏi tập đoàn Khuynh Thành, nếu không nhất định sẽ bị Lục Vân người. Điên này hại chết. Tiếng gầm của Cố An Kỳ khiến tất cả nhân viên tập đoàn Khuynh Thành run lên. Đúng rồi. Một tát này đánh xuống, cũng đánh cho tập đoàn Khuynh Thành tán ra bại sản, còn những nhân viên nhỏ bé của tập. Đoàn cũng chạy không thoát lửa giận của Từ gia. Nghĩ tới đây, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Lục Vân,
trong nháy mắt tràn đầy thù địch. Tên trai bao chết tiệt này, ăn bám còn chưa tính, vì sao muốn hại tập đoàn Khuynh Thành, vì sao muốn hại chúng ta? Tên chó chết này, tao phải giết mày, tao muốn toàn bộ các ngươi phải chết ở chỗ này. Trên người Từ Khải bộc phát ra hận ý ngập trời. Răng của hắn bị đánh rớt, kính mắt của hắn bị đánh nát, tôn nghiêm của hắn bị giẫm đạp, lần này không giết chết Lục Vân, hắn làm sao giải hận. Tất cả mọi người của tập đoàn Khuynh Thành đều đang run rẩy, sợ hãi đã hoàn toàn nuốt chứng lý trí của bọn họ. Nhưng tên đầu sỏ Lục Vân, lại còn vẻ mặt không biết hối cãi nói, cho anh thời gian gọi điện thoại gọi người, có bao. Nhiều thì gọi bấy nhiêu, tôi chờ anh tới giết tôi. Đùng. Mọi người của tập đoàn Khuynh Thành cảm giác hít thở không thông. Lập tức có người hoảng sợ nói, Từ Thiếu, hiện tại tôi không phải người của tập đoàn Khuynh Thành, chuyện này. Thật sự không có chút quan hệ nào với tôi. Chậm rồi, chờ tôi giết chết con chó này, kế tiếp sẽ đến phiên ngươi. Đường cùng. Hoàn toàn là đường cùng. Bọn họ chỉ có thể đem tất cả lửa giận, chút lên trên người Lục Vân, nếu như ánh mắt có thể giết chết người. Hẳn là trên người hắn đã có trăm ngàn lỗ hổng. Giờ phút này, hậu trường nhân viên công tác cũng vội vàng làm Diệp Khuynh Thành tỉnh lại, lo lắng nói, Diệp Tổng, xảy ra đại sự rồi. Diệp Khuynh Thành nghe xong nhân viên công tác tóm tắt, khuôn mặt xinh đẹp, trong nháy mắt trắng bệt. Cô vội chạy trở lại phòng hội nghị. Từ Thiếu, không đáng, thật sự không đáng, tôi cũng thật không ngờ, sự tình lại biến thành như thế này. Hừ. Bây giờ biết gọi là Từ Thiếu, bây giờ biết nói rồi không đúng, trước kia không phải cô rất cao ngạo sao, không phải cô thích làm mất mặt tôi sao, cô cao ngạo thêm một cái cho tôi xem đi, tiện nhân. Bốp, Từ Khải lại bị quạt bay ra ngoài, hàm răng lại rụng mấy cái. Miệng anh sạch sẽ một chút cho tôi, Lục Vân lạnh lùng nói. Tuy nhiên, giây tiếp theo, bốp, lại là một cái bạt tai vang lên. Nhưng mà người bị đánh lần này, là Lục Vân. Lục Vân sửng sốt một chút, hẳn vốn có thể thoải mái né tránh, nhưng hắn không làm, bởi vì người đánh hẳn, là chị Khuynh Thành. Lục Vân, cậu điên rồi. Diệp Khuynh Thành vô cùng đau đớn. Nếu như không phải bất đắc dĩ, cô làm sao cam lòng đánh Lục Vân, thật sự là bởi vì lần này, nháo quá lớn. Diệp Khuynh Thành tát một cái cũng là vì tốt cho Lục Vân, cô không muốn Lục Vân tiếp tục làm lớn chuyện. Bùm! Đúng lúc này, phòng họp cửa lớn đột nhiên bị người thô bạo đá văng ra, ngay sau đó mười mấy tên bảo tiêu mặc đồ đen khí thế hung hăng vọt vào, theo sau là một người đàn ông trung niên. Từ Quốc Bân, con trai ông bị người ta đánh, còn không mau báo thù cho con trai ông. Từ Khải kêu to bò về phía người đàn ông trung niên, hằm hằm sát ý. Từ Quốc Bân vừa thấy con trai mình bị người ta đánh thảm như vậy, lửa giận trong nháy mắt phun ra, con mẹ nó là ai làm? Ta tôi đánh, có trách nhiệm gì thì một mình tôi gánh vác. Lục Vân đang muốn nói chuyện, lại đột nhiên có một bóng hình xinh đẹp chắn trước mặt hắn, bước ra ngoài. Là Diệp Khuynh Thành, cô chuẩn bị thay Lục Vân gánh vác tất cả sai lầm. Là cô đánh. Đồng tử Từ Quốc Bân co rụt lại, tự nhiên không tin, một người phụ nữ có thể đánh Từ Khải Thành bộ dáng này. Người của tập đoàn Khuynh Thành nhìn thấy một màn như vậy, tâm cũng hoàn toàn lạnh, đến lúc này. Diệp Tổng lại còn ở che chở cho cái thằng trai bao này. Lúc này, Cố An Kỳ đột nhiên đứng ra nói, không phải cô A, là tên mặt trắng phía sau đánh. Si trong nháy mắt, ánh mắt Từ Quốc Bân tràn ngập lửa giận, lướt qua Diệp Khuynh Thành, rơi xuống trên người Lục Vân. Đang đứng phía sau cô, Cố An Kỳ châm biếm nói, vừa rồi không phải cậu rất ngang ngược sao. Cố An Kỳ, cô câm miệng lại, Diệp Khuynh Thành quát lạnh một tiếng. Ha ha. Diệp Khuynh Thành, tôi đã không phải là công nhân viên chức của tập đoàn Khuynh Thành, cô không có tư. Cách ra lệnh cho tôi. Cô, Diệp Khuynh Thành còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng lúc này, đột nhiên một bàn tay to ấm áp đè lại vai của cô. Chị, một người làm một người chịu, em có thể ứng phó. Lục Vân bước ra. Diệp Khuynh Thành vừa định nói cậu ứng phó như thế nào, nhưng nhìn thấy bóng lưng Lục Vân, trong nháy mắt lời đến bên miệng lại phải nuốt xuống. Bóng lưng Lục Vân không phải đặc biệt to, nhưng chẳng biết tại sao, giờ phút này lại cho Diệp Khuynh Thành một cỗ. Cảm giác an toàn khó hiểu. Nhất là giọng nói bình tĩnh tự nhiên của hắn, tựa hồ thật sự nắm chắc được phần thắng. Nhưng mà, Từ gia rõ ràng cường đại như vậy. Lúc này, Lục Vân đã đi tới trước mặt Từ Quốc Bân,
thản nhiên nói, con chó ngốc của Từ gia kia là ta đánh, có vấn đề gì sao? Có gì không ổn à? Lời này vừa nói ra, đâu chỉ là Từ Quốc Bân, tất cả mọi người trong đại sảnh hội nghị, đều dại ra. Đem con trai người khác đánh thảm như vậy, còn dám hỏi, có vấn đề gì sao? Càng hoang đường chính là, Lục Vân còn ở trước mặt Từ Quốc Bân, mắng con trai hẳn là chó ngốc. Hẳn rốt cuộc là bị làm sao vậy? Mùi thuốc súng nồng nặc, trong nháy mắt bao phủ cả phòng hội nghị. Đám người Cố An Kỳ, Tưởng Đào, Quách Huy thờ ơ lạnh nhạt, lẳng lặng nhìn Lục Vân tìm đường chết. May mẫn là sáng sớm đã đứng cùng phía với Từ Thiếu, nếu ở lại tập đoàn Khuynh Thành, thế nào cũng phải chết ở trong tên trai bao này. Tên khốn này, giết chết hẳn cho tôi. Theo một tiếng giống giận nghiến răng nghiến lợi của Từ Quốc Bân, mâu thuẫn hoàn toàn bộc phát, mười mấy bảo tiêu áo đen phía sau hắn, trong nháy mắt chen chúc mà lên. AI hiện trường thét chói tai liên tục, những phóng viên truyền thông kia, nhao nhao trốn đến góc tường, sợ bị chiến hỏa lan đến. Nhưng mà đối lập với bọn họ, Lục Vân vẻ mặt Lục Vân vẫn lạnh đạm, trong miệng khẽ quát một tiếng, tui. Nhất thời, thân hình tất cả vệ sĩ run rẩy, đại não trong nháy mắt trống rỗng, chờ lấy lại tinh thần thì đã bị Lục Vân nhẹ nhàng đẩy ngã xuống đất. Các ngươi, đánh trả đi chứ. Từ Quốc Bân phẫn nộ gào thét, trong mắt hắn, những bảo. Tiêu này, giống như là đang phối hợp với Lục Vân diễn trò, căn bản không biết đánh trả. Đột ngột. Trong mắt Từ Quốc Bân hiện lên một tia hoảng sợ, bởi vì lúc này Lục Vân đã đi tới trước mặt ông ta. Từ Quốc Bân, có lẽ ông cho rằng có thể giết chết Lục Vân tôi dễ như trở bàn tay, nhưng ông làm sao biết, trong mắt Lục Vân tôi, Từ gia các người không khác gì con kiến hôi. Lục Vân đi tới trước mặt Từ Quốc Bân, nhẹ giọng nói một câu. Bùm! Từ Quốc Bân mạnh mẽ lùi lại một bước, sau lưng đụng vào góc bàn, đau đến nhe răng trợn mắt. Nhục nhất! Hẳn đường đường là người cầm quyền Từ gia, lại bị một câu nói của một tên hỉ mũi chưa sạch dọa lui. Tôi thừa nhận cậu rất có bản lĩnh, nhưng có bản lĩnh thế nào thì cuối cùng cậu cũng chỉ có một mình, chẳng lẽ cậu còn có thể đối nghịch với toàn bộ Từ gia tôi hay sao? Từ Quốc Bân ổn định tâm thần, thẹn quá hóa giận giống to. Một tiếng, mọi người chung quanh sợ ngây người, lấy lại tinh thần tập trung nhìn về hai người bọn họ. Bọn họ vừa rồi thấy Lục Vân thân thủ cao minh như vậy, toàn bộ đều bị dọa cho choáng váng. Một người đánh với mười mấy bảo tiêu, lại còn không hao tổn một cọng lông nào, đây xác định không phải đang đóng phim. Nhưng mà khiếp sợ thì khiếp sợ, lời nói của Từ Quốc Bân, bọn họ vô cùng tán thành. Lục Vân có thể đánh cũng chỉ đánh được một người mà thôi, Lục Vân có thể thẳng cùng lém cũng chỉ hơn 10 bảo. Tiêu, hắn có thể đánh thắng hơn 100 bảo tiêu sao? Còn nói cái gì Từ gia là con kiến hôi, quả thực ngông cuồng đến cực điểm. Lạch cạch. Đúng lúc này, đột nhiên một trận tiếng giày da giòn vang. Truyền đến, ngay sau đó liền thấy một người đàn ông trung niên Âu phục giày da đẩy cửa đi vào. Trong nháy mắt nhìn thấy người đàn ông mặc Âu phục, tất cả mọi người đều run lên. Tôn Thiên Lỗi, ngươi tới làm. Đồng tử Từ Quốc Bân cũng co rụt lại. Đột nhiên, hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì, cả giận nói, được. Lắm, tôi đã nói mà tên tiểu tử này sao lại mạnh mồm như vậy, hóa ra là Tôn gia cậu ở sau lưng làm chỗ dựa cho hắn. Tôn gia và Từ gia giống nhau, đều là hào môn đỉnh cấp sang thành, thực lực hai nhà không chênh lệch bao nhiêu. Mà Tôn Thiên Lỗi này, chính là gia chủ đương nhiệm của Tôn gia. Thì ra là thế, ngoài mặt là Lục Vân và Từ gia mâu thuẫn, trên thực tế lại là hai đại gia tộc giang thành đọ sức với nhau. Phóng viên truyền thông xung quanh cũng có suy nghĩ giống như Từ Quốc Bân, đều cho rằng Tôn Thiên Lỗi là hậu thuẫn của Lục Vân. Nhưng lúc này, Tôn Thiên Lỗi cũng là nghi hoặc quét mắt nhìn bọn họ, các ngươi đang nói cái gì? Chỗ dựa nào? Tôn Thiên Lỗi không hiểu, hôm nay hẳn đến là mang theo nhiệm vụ tới. Không để ý tới mọi người, Tôn Thiên Lỗi đi tới trước mặt Diệp Khuynh Thành, cao giọng nói, Tôn gia Tôn Thiên Lỗi, phụng mệnh Nam Giang Vương, đưa lên cho tập đoàn Khuynh Thành đơn đặt hàng 1 tỷ. Bùm! Trong phút chốc, đồng tử của mọi người bộc phát kịch liệt. Nam Giang Vương, hợp đồng đơn đặt hàng 1 tỷ, đây quả thực muốn giết người nha. Mà đúng lúc này, mọi người còn chưa hoàn hồn lại, đột nhiên lại có một vị đường lão giả đi vào phòng hội nghị. Đường gia Đường Minh Viễn, phụng mệnh Nam Giang Vương, đưa lên cho tập đoàn Khuynh Thành đơn đặt hàng 1 tỷ. Lại là một hào môn ở Giang Thành,
Lại là Nam Giang Vương. Lại là hợp đồng đơn đặt hàng 1 tỷ. Mẹ kiếp, chuyện quái gì đã xảy ra vậy? Nhưng mà, chuyện này còn lâu mới kết thúc, sau đường Minh Viễn, lại có mấy người đi vào, toàn bộ đều là nhân vật phong vân hiển hách của Giang Thành. Lâm gia Lâm Nhạc An, phụng mệnh Nam Giang Vương, đưa lên cho tập đoàn Khuynh Thành đơn đặt hàng 1 tỷ. Ngô gia Ngô Thành Hoa, phụng mệnh Nam Giang Vương, đưa lên cho tập đoàn Khuynh Thành đơn đặt hàng 1 tỷ. Diêu gia Diêu Vĩ Bình, phụng mệnh Nam Giang Vương, đưa lên cho tập đoàn Khuynh Thành đơn đặt hàng 1 tỷ. Một lần lại một lần, thần kinh mọi người chết lặng, tiếp đến, một người cuối cùng tiến vào. Nam Giang Vương lôi áo, đưa lên cho tập đoàn Khuynh Thành đơn đặt hàng 50 tỷ. 50 tỷ. Mà còn, chính Nam Giang Vương đưa tới. Cho dù lúc trước đã khiếp sợ đến chết lặng, mọi người vẫn không nhịn được mở to hai mắt. Điên rồi, tất cả đều điên rồi. Ở bên trong phòng hội nghị, đang tụ tập gần một nửa người cầm quyền ở Giang Thành, chuyện này nếu truyền ra. Ngoài, chắc có động đất mất. Bọn họ điên cuồng muốn biết, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Diệp Khuynh Thành cũng sợ ngây người. Tất cả mọi người của tập đoàn Khuynh Thành đều sợ ngây người. Những gia tộc hào môn này, trước kia bọn họ chỉ nhìn thấy trên TV, nhưng hiện tại đều ở ngay trước mặt. 1 tỷ, rồi lại 50 tỷ. Tiếp nhận những đơn đặt hàng này, tập đoàn Khuynh Thành có thể trong nháy mắt từ một công ty vừa đưa ra thị trường, một bước thăng cấp lên đỉnh lưu ở Giang Thành. Tập đoàn Khuynh Thành, có phải đúng với câu nói một bước thành tiên không? Bộ ngực Diệp Khuynh Thành phập phồng kịch liệt, thì thào thất ngữ nói, Nam. Nam Giang Vương, đây rốt cuộc là, chuyện gì đang xảy ra? Cô giống mọi người hỏi ra nghi vấn mà mọi người đang thắc mắc. Nhưng mà, Nam Giang Vương lôi áo cười cười nói, Diệp Tổng không cần hỏi nhiều, những thứ này đều là một chút tâm ý của chúng tôi, người cứ việc nhận lấy là được. Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn về nơi nào đó, nhưng rất nhanh liền thu hồi tầm mắt. Hành động rất nhỏ này, bị Diệp Khuynh Thành bắt được. Nàng theo tầm mắt Nam Giang Vương nhìn qua, nhất thời thân thể mềm mại run lên. Là Lục Vân, là em trai cô yêu thương nhất, Tiểu Lục Vân. Nam Giang Vương nhất định là bởi vì Tiểu Lục Vân, mới đưa tới một đơn đặt hàng lớn như vậy. Đôi mắt Diệp Khuynh Thành đã ươn ướt. Trách không được từ đầu đến cuối Tiểu Lục Vân đều lộ ra ra vẻ bình tĩnh, hóa ra hắn đã sớm biết Nam Giang Vương sẽ đến. Nhưng chính mình, lại còn tát hắn một cái. Trong lòng Diệp Khuynh Thành tràn ngập áy náy. Nam Giang Vương, cậu điên rồi sao? Còn có Tôn Thiên Lỗi, Đường Minh Viễn, mọi người, đều điên rồi sao? Từ Quốc Bân không thể tin được những gì mình nhìn thấy, hoặc là nói, không muốn tin tất cả những gì mình nhìn thấy trước mắt. Nam Giang Vương đích xác rất cường đại, nhưng còn xa mới đạt tới trình độ có thể ra lệnh cho các đại gia tộc. Vậy những người này, đến tột cùng vì cái gì? Lại cam tâm tình nguyện đưa lên đơn đặt hàng kếch xù cho tập đoàn Khuynh Thành. Từ Quốc Bân thật sự không nghĩ ra. Lúc này, Nam Giang Vương hừ lạnh một tiếng nói, Từ Quốc Bân, có lẽ, chúng ta nên nói chuyện riêng một chút. Mọi người không rõ lắm bọn họ nói cái gì, chỉ biết là Từ Quốc Bân lúc trở về, thân thể run rẩy, sự phẫn nộ trên mặt hoàn toàn bị sự hoảng sợ thay thế. Tao đánh chết mày đồ súc sinh. Từ Quốc Bân cầm lên một cái ghế. Giống như nổi điên không ngừng đập Từ Khải, dùng sức đập, cho đến khi ghế bị nát bấy, cho đến khi Từ Khải hôn mê bất tỉnh. Trong lòng tất cả mọi người ở đây chấn động. Đầu nói hổ dữ không ăn thịt con, nhưng nhìn Từ Quốc Bân, rõ ràng là hạ tử thủ. Bọn họ làm sao biết sự sợ hãi của Từ Quốc Bân, vừa rồi ở bên ngoài, Nam Giang Vương nói cho hẳn biết người đàn ông phía sau Diệp Khuynh Thành là Vân Thiên Thần Quân. Đây chính là Vân Thiên Thần Quân A. Hôm nay không đánh gần chết Từ Khải, người kế tiếp phải chết, chính là Từ gia bọn họ. Từ Quốc Bân sao có thể không sợ? Hơn nữa, tuy rằng Nam Giang Vương không có nói ra tên của Vân Thiên Thần Quân, nhưng Từ Quốc Bân đã suy đoán. Ra, người kia, rất có thể chính là Lục Vân. Hẳn rốt cục lĩnh hội được câu Lục Vân vừa mới nói kia, ở trong mắt Lục Vân tôi, Từ gia ông không khác gì con kiến hôi. Đừng nói Từ gia. Cho dù là đỉnh cấp hào môn ở Kinh Thành, ở trong mắt của Vân Thiên Thần Quân đều nhỏ bé như nhau. Tôi có thể nói chuyện không? Lúc này, Lục Vân đột nhiên thản nhiên mở miệng, ánh mắt mọi người trong nháy mắt chuyển sang trên người hẳn. Phù phù. Lục Vân vừa dứt lời, Từ Quốc Bân là người đầu tiên quỳ xuống.
Tuy rằng lúc truyền thông công kích Diệp Khuynh Thành, ông ta không có ở hiện trường, nhưng mà ông ta sợ. Lửa giận của Vân Thiên Thần Quân, cũng không phải một từ gia nho nho có khả năng đón nhận, hẳn hiện tại ông ta muốn dùng tất cả mọi cách để được Vân Thiên Thần Quân tha thứ. Phù phù, phù phù, phù phù. Người cầm quyền từ gia đều quỳ xuống, truyền thông phóng viên xung quanh, làm sao còn dám đứng, bọn họ cũng nhao nhao quỳ trên mặt đất. Cục diện trước mắt này, khiến cả hội trường chấn động. Lục Vân đi tới trước mặt Vương Cương, lạnh giọng nói, mày không có gì muốn nói sao? Tôi khai báo, những lời tôi nói lúc trước đều là giả, là Từ Khải nói sẽ giúp tôi trả nợ cờ bạc. Vương Cương đem hết sự thật nói ra, thanh âm run rẩy, linh hồn cũng đang không ngừng run rẩy. Run rẩy không chỉ có hắn mà còn có Từ Quốc Bân. Mỗi khi Vương Cương nhắc tới tên Từ Khải, Từ Quốc Bân, liền hung hăng tát mình một bạt tai, trong lòng hận không thể đem Từ Khải đi chôn sống. Lúc này, Tưởng Đào cũng quỳ bò đến trước mặt Diệp Khuynh Thành, than thở khóc lóc nói, Diệp Tổng, tôi sai rồi, xin cô cho tôi một cơ hội đi, trong nhà của tôi còn có vợ con phải nuôi. Không phải anh nói anh không ăn xin sao? Diệp Khuynh Thành hừ lạnh một tiếng nói. Tâm tình Tưởng Đào, hối hận lại càng thêm hối hận. Diệp Khuynh Thành lại nhìn về phía hai người Cố An Kỳ và Quách Huy, mọi người đã quyết tâm muốn rời khỏi tập đoàn Khuynh Thành, tôi đây sẽ không giữ lại, chúc mọi người tiền đồ như gấm. Phụt! Hai người suýt nữa buồn đến hộc máu. Hôm nay đắc tội Diệp Khuynh Thành, tương đương với đắc tội Nam Giang Vương, ở cái Nam Giang này, còn có công ty nào dám tuyển dụng bọn họ. Câu tiền đồ như gấm này, thật sự là châm chọc tới cực điểm. Trải qua biến đổi bất ngờ, buổi họp báo sản phẩm mới cuối cùng cũng kết thúc. Tất cả phóng viên truyền thông đều giữ kín như bưng cuộc phỏng vấn hôm nay, càng không ai dám đưa tin nội dung hôm nay ra ngoài. Về phần vấn đề tuyên truyền sản phẩm mới của tập đoàn Khuynh Thành. Có đơn đặt hàng gần 100 tỷ của Nam Giang Vương và các gia tộc giàu có, còn cần phải tuyên truyền sao? Mà lúc này, trên tầng cao nhất của cao ốc Khuynh Thành. Nam Giang Vương lôi áo khom lưng, vô cùng khiêm tốn trước mắt thanh niên nói ra, thần quân điện hạ, ngài đối với an bài hôm nay của tôi, có hài lòng không? Lục Vân gật đầu, không tồi, phô trương đủ lớn, đáng khích lệ. Nghe nói như thế, lôi áo trên mặt nhất thời toát ra nụ cười vui vẻ, làm gì giống với dáng vẻ của Nam Giang Vương, đây giống như là một cậu học trò nhỏ thi được điểm tối đa, được giáo viên khích lệ. Lôi áo đắc chí một lát, rất nhanh liền thu liễm nụ cười nói, thần quân điện hạ, còn Lệ Nhân tập đoàn. Không cần phải tồn tại nữa. Nếu tập đoàn Lệ Nhân tuân theo quy tắc thị trường, cạnh tranh bình thường, Lục Vân lười nhúng tay, nhưng bọn họ áp dụng thủ đoạn đê tiện, vậy thì còn phải nói sao? Tập đoàn Lệ Nhân phải biến mất. Cái này không thể trách Lục Vân không cho đường sống, có trách thì trách tập đoàn Lệ Nhân mạo phạm trước, nếu như hôm nay mình không ở đây, chị Khuynh Thành thật không biết sẽ rơi vào kết cục như thế nào. Lôi áo trịnh trọng nói, hiểu rồi, tôi lập tức thông báo cho người cầm quyền, toàn diện phong sát tập đoàn Lệ Nhân. Sau đó, lôi áo lại hai tay đưa lên một tấm thẻ đen, cung kính nói, thần quân điện hạ, tấm này là Thương hội Long Quốc phát hành thẻ khách VIP, toàn quốc thông dụng, xin ngài nhận lấy. Có tâm rồi, Lục Vân tuy rằng không thiếu tiền, nhưng dù sao đây cũng là một phen tâm ý của lôi áo, suy nghĩ một chút vẫn là đem thẻ đen cất đi. Một lát sau, Lục Vân nhớ tới một chuyện vô cùng quan trọng, hỏi trận hỏa hoạn ở trại trẻ mồ côi Dương Quang 15 năm trước, có manh mối gì không? Ngày hôm qua hắn để cho lôi áo đi điều tra chuyện này, mới qua một ngày mà thôi, vốn không có kỳ vọng sẽ có câu trả lời sớm như vậy, nhưng ai ngờ lôi áo lại nặng nề gật đầu. Hồi bẩm thần quân điện hạ, đã có manh mối rồi. Lôi áo không hổ là người đầu tiên phát hiện thân phận Lục Vân, hiệu suất làm việc rất cao, chỉ nghe hẳn chậm rãi nói ra. Tôi cố ý đi điều tra bất động sản Trác Tuyệt, tìm được một đốc công phụ trách công trình năm đó, theo lời nói của anh ta, trận hỏa hoạn kia, đích thật là bọn họ gây nên. Vì cậy mở miệng đốc công kia, lôi áo đã mất không ít sức lực, vừa uy hiếp vừa dụ dỗ, lúc này mới có được đáp án mong muốn. Lục Vân mặc kệ hẳn lấy được tin tức như thế nào, hẳn chỉ muốn kết quả. Khi nghe trận hỏa hoạn kia quả nhiên có liên quan đến bất động sản Trác Tuyệt, trong mắt Lục Vân đột nhiên bắn ra hai đạo lãnh quang. Bất động sản Trác Tuyệt, muốn chết, ông chủ phía sau là ai? Trần Bình. Lôi áo hồi đáp, hắn là người Trần gia ở Giang Bắc,
chủ yếu kinh doanh chính là bất động sản, 9 vùng tài nguyên quan trọng của Giang Bắc, đều bị hắn nắm trong tay, nhưng mà cái gì, nhưng thế lực chủ yếu của tôi đều phân bố ở Nam Giang. Giang Bắc, tôi không chen tay vào được, Lôi Áo cười khổ một tiếng. Vị trí địa lý của Giang Thành tương đối đặc thù, xây gần sông, ở giữa có một con sông Trương Giang từ Tây sang Đông, chia Giang Thành thành hai khu vực Nam Bắc. Phía Nam Trương Giang là địa bàn của Nam Giang. Vương Lôi Áo, phía Bắc Trương Giang, thế lực Trần gia lớn nhất. Lục Vân suy nghĩ một lát rồi nói, không sao, tôi tự có biện pháp giải quyết, vậy Trần gia Trần Bình, hiện tại đang ở đâu? Theo những gì tôi nhận được, đáng lẽ bây giờ anh ta đang ở tỉnh Nam Vân. Tỉnh Nam Vân, trung tuần tháng sau, cũng chính là 15 tháng 8, là đại thọ 60 của Trần gia lão gia tử, Trần Bình đặc biệt chạy tới tỉnh Nam Vân để chuẩn bị lễ vật. Tên này cũng rất có hiếu đấy. Lục Vân cười lạnh một tiếng. Trận hỏa hoạn năm đó, thiếu chút nữa thiêu chết mình và các chị gái, còn cha tấn ông Ngô thành bộ dạng như thế, món nợ này, đương nhiên phải tính rõ. Nhưng mà, nếu Trần Bình đi Nam Vân, vậy tạm thời lại để cho hắn tiêu giao thêm một tháng. 15 tháng 8, tôi sẽ tự mình tặng lễ, Trần gia, các ngươi dám nhận không? Lục Vân chắp hai tay sau lưng, ánh mắt híp lại, một cỗ uy áp vô hình trong nháy mắt tràn ngập ra. Lôi Áo không nhịn được mà chấn động. 15 tháng 8, Giang Bắc chỉ sợ có đầu rơi máu chảy. Sau khi Cố An Kỳ rời khỏi cao ốc Khuynh Thành, cả người thất hồn lạc phách, ở trên đường nhìn thấy một con chó hoang sủa điên cuồng về phía cô, không nhịn được nhặt lên một tảng đá ném qua. Ngay cả mày cũng dám cười nhạo tao, chó chết, ngao ô tương đương. Chó hoang phát ra một tiếng kêu thảm thiết, chạy trối chết. Cố An Kỳ nhìn thấy như vậy, trong lòng lại càng thêm khó chịu, tình cảnh bây giờ của cô có khác gì con chó hoang kia đâu. Nhất thời, một cỗ cảm giác bi thương tự nhiên sinh ra. Tôi không cam lòng. Diệp Khuynh Thành, không phải là cô quyến rũ tên Nam Giang Vương đó sao, còn ra vẻ thanh cao gì chứ? Cố An Kỳ cho rằng, hôm nay Nam Giang Vương ra tay trợ giúp Diệp Khuynh Thành, nhất định là bởi vì hai người bọn họ có cái gì không thể để cho người ngoài biết được, mà Lục Vân lại là thằng đàn ông do Diệp Khuynh Thành bao nuôi. Quan hệ của ba người bọn họ, quả thực đồi phong bại tục. Cố An Kỳ thua không cam lòng, vì thế phẫn hận gọi một cú điện thoại ra ngoài, ba. Con đồng ý gả đến Trần gia, lập tức sẽ gả. Trần Bình có một đứa con trai, tên là Trần Tử Ngang, là công tử ăn chơi nổi tiếng của Giang Thành, chỉ cần là phụ nữ mà hắn thích thì sẽ không chạy thoát. Mấy năm nay, thiếu nữ vô tội bị hại trên tay hắn không có. 100 cũng có mấy chục. Cho đến một ngày, Trần Tử Ngang đang phong lưu khoái lạc, đột nhiên có một sát thủ thần bí xông vào, răng rắc một cái ha liền biến thành thái giám. Sự kiện này đã tạo ra một chấn động rất lớn vào thời điểm đó. Trần gia tức giận, từng xuất ra ngàn vạn tiên thưởng muốn bắt được nữ sát thủ kia, nhưng cuối cùng cũng không điều tra ra được kết quả gì. Cuối cùng là, từ đó Trần Tử Ngang cứ như vậy từ một công tử dâm dục, biến thành thái giám tiếng tăm lừng lẫy của Giang Thành. Trước đó không lâu, Trần gia đột nhiên tuyên bố một tin tức kết hôn, mà đối tượng kết hôn lại là Trần Tử Ngang. Tuy rằng biết rõ Trần Tử Ngang là một người không trọn vẹn, nhưng tin tức kết hôn vừa ra, vẫn có vô số cô gái nhảy vào. Dù sao với địa vị Trần gia, chỉ cần gả vào hào môn, là có thể bay lên làm phượng hoàng, trọn vẹn hay không trọn vẹn căn bản không quan trọng. Cố Kiến Minh cũng cố gắng thử vận may một lần, gửi ảnh chụp của con gái ông qua, ai ngờ Trần Tử Ngang liếc một cái đã chọn chúng. Cố Kiến Minh kích động không thôi đem tin tức này nói cho Cố An Kỳ. Nhưng Cố An Kỳ vừa nghe người muốn cưới cô là Trần Tử Ngang, lập tức từ chối quyết liệt. Cô ta không muốn thủ tiết cả đời. Nhưng bây giờ, Cố An Kỳ thay đổi chủ ý. Nam Giang đã không còn chỗ đứng của cô ta, ở lại nơi này, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đuổi kịp Diệp Khuynh Thành. Cố An Kỳ đương nhiên không cam lòng. Cô ta muốn đi Giang Bắc, cô ta muốn gả vào Trần gia, muốn mượn lực lượng Trần gia, trả thù Diệp Khuynh Thành. Còn có Lục Vân mặt trắng chết tiệt kia. Cô muốn Lục Vân phải quỳ gối dưới chân cô, giống như con chó sủ, liếm gót giày của cô. Lúc này Lục Vân đã về tới văn phòng tổng giám đốc. Diệp Khuynh Thành ngồi ở trước bàn làm việc, thơ thần xuất thần, hiển nhiên còn đang áy náy vì tát Lục Vân một cái, thấy hắn đi vào, lập tức đứng dậy nói tiểu Lục Vân, chị xin lỗi em. Thật ra Lục Vân kỳ không có tức giận với Diệp Khuynh Thành,
nhưng vẫn là sụ mặt nói, nếu như xin lỗi có tác dụng, còn cần cảnh sát làm gì? Diệp Khuynh Thành oan ức bĩu môi, vậy cậu muốn người ta thế nào đây? Vẻ mặt này của cô đáng yêu, thật sự là đáng yêu đến không thể kháng cự. Nhưng Lục Vân vẫn là tiếp tục sụ mặt nói, trái tim em như bị người ta bóp nát như trái bóng xì hơi, chị cho rằng nói một câu xin lỗi là nó có thể phục hồi như cũ sao? Trái bóng dẹp rồi, thổi lên không phải. Diệp Khuynh Thành vừa định giải thích, kết quả ngẩng đầu lại nhìn thấy Lục Vân đang nghẹn cười, lập tức phản ứng lại, hắn căn bản là đang làm bộ tức, cô nhất thời trừng mắt một cái nói, tên tiểu tử này, cậu được lắm, ngay cả chị cũng dám trêu cợt. Cô cầm một tập tài liệu trên bàn ném lên người Lục Vân. Lục Vân vội vàng trốn sang bên cạnh, vô tội nói chị đánh em làm gì, bây giờ em là người bị tổn thương, chị nên an ủi em mới phải. Cậu còn giả bộ, xem ra không cho cậu chút mùi vị, cậu không biết uy nghiêm của chị đây. Diệp Khuynh Thành hoàn toàn không quan tâm đến hình tượng nữ thần của mình, dương nanh múa vuốt nhào về phía Lục Vân, hai chị em đùa giỡn một trận, cuối cùng Lục Vân đầu hàng mới kết thúc. Nói nghiêm túc, hôm nay Nam Giang Vương và mấy đại gia tộc đưa đơn đặt hàng mấy chục tỷ, nguyên nhân có phải do cậu hay không? Diệp Khuynh Thành sửa sang lại xiêm y, một lần nữa khôi phục hình tượng nữ thần, khác hoàn toàn so với lúc nấy. Lục Vân nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói, vâng, bởi vì em là Vân Thiên Thần Quân, Nam Giang Vương sợ em, cho nên mới đưa đến đơn hàng 50 tỷ. Chậc chậc chậc, tiểu Lục Vân, chị phát hiện cậu đã thay. Đổi, lật lọng còn nhanh hơn lật giấy, trước đó không phải còn nói mình ở trên núi tu luyện làm thần tiên gì đấy 15 năm sao, sao giờ lại biến thành Vân Thiên Thần Quân? Ách, thấy chị Khuynh Thành vẻ mặt không tin mình, Lục Vân đành phải tìm một cái cớ khác nói. Kỳ thật em là một gã thần y, chữa khỏi bệnh cho mẹ của Nam Giang Vương, hắn ta là tới trả lại ân tình cho em. Lý do này đáng tin cậy. Lục Vân, năm nay, sao làm người thành thật lại khó như vậy? Hai người đang trò chuyện, chuông điện thoại di động của Diệp Khuynh Thành đột nhiên vang lên. Cô nhìn qua tên người gọi, lập tức ra hiệu im lặng với Lục Vân, là số điện thoại của chị Tư cậu. Chị Tư Vương Băng Ngưng, là một phóng viên xinh đẹp. Theo chị cả, hiện tại chị Tư đang điều tra một vụ bắt cóc. Vua Cát Cát ở Campuchia, nhất thời không về nước được. Diệp Khuynh Thành rất nhanh liền tiếp điện thoại xong, Lục Vân tò mò hỏi, chị Tư nói gì thế? Không có gì, chỉ là hỏi chút chuyện buổi họp báo sản phẩm mới, chị thiếu chút nữa đem tin tức cậu còn sống nói cho cô ấy. Diệp Khuynh Thành dí dỏm thè lưỡi nói. Hắc hắc, chờ sau khi tứ tỷ về nước nhìn thấy em, không biết sẽ có phản ứng gì. Diệp Khuynh Thành nghiêm túc suy nghĩ một chút, chị nghĩ cô ấy hẳn là sẽ hưng phấn lột quần của cậu xuống kiểm tra cái bớt tia chớp đó. Trạng vạng tối, hai chị em lái xe rời khỏi công ty, nhưng mà cũng không vội trở về biệt thự mà đi tới một quán ba tên là Dạ Tường Vĩ. Lục Vân làm mặt ngây thơ nói chị, em của chị ngây thơ đơn thuần, sao chị có thể mang em tới chỗ này? Bốp! Diệp Khuynh Thành vỗ một cái vào gáy Lục Vân, nói cậu nghĩ cái gì vậy? Đây là quán ba chị ba cậu mở, không phải cậu nói muốn cho chị ba một bất ngờ sao, đợi lát nữa chúng ta làm như vậy. Cô đột nhiên ghé vào lỗ tai Lục Vân vạch ra một kế hoạch, trong đôi mắt đẹp không ngừng lóe ra quang mang giảo hoạt. Lục Vân nghe xong, vẻ mặt cổ quái nói chị, bình thường nhìn dáng vẻ cao lãnh của chị, không ngờ còn xấu hơn cả em. Bớt nói nhảm đi, mau cút xuống xe cho lão nương. Diệp Khuynh Thành phát huy đầy đủ ưu thế chân dài của cô. Một cước đá Lục Vân xuống xe, sau đó lái Porsche vào bãi đỗ xe, một mình vào quán bar. Lục Vân thì đi dạo một vòng gần đó, thấy trên hàng vỉa hè có một cái lắc tay không tệ, vì thế liền mua lại. Thẳng đến 20 phút trôi qua, hẳn mới chậm rãi đi vào quán bar. Quán bar Dạ Tường Vi. Mấy người đàn ông hèn mọn chen chúc cùng một chỗ bình phẩm người khác. Cực phẩm, thật sự là cực phẩm a, dáng người này, nhan sắc này. Gọi một tiếng nữ thần cũng không có gì sai. Đúng là một mỹ nữ 100%, nhưng mà quá lạnh lùng, chưa tới 20 phút, cô gái đã cự tuyệt 7 người tới bắt chuyện. Hắc hắc, chuyện này các ngươi còn không hiểu sao, nữ thần vừa có thân hình vừa có nhan sắc hạng nhất như vậy, đều là đến bên người có tiền, làm sao có thể để mắt tới đám nghèo như chúng ta. Tên mập, cậu nói cũng có đạo lý đó, nhưng sao tôi nhớ là cậu mới là người đầu tiên bị từ chối. Khụ khụ, tên mập hèn mọn lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Mau nhìn,
người thứ 8 bè chuyện xuất hiện, chờ một chút. Đây không phải là con trai cả của Đường gia sao? Hắc, thật đúng là đại thiếu của Đường gia, xong rồi, nữ thần sắp bị người ta cướp mất rồi, đại thiếu của Đường gia có danh hiệu nữ thần hái hoa, hắn mà ra tay chắc không ai chạy. Thoát, không bằng chúng ta đánh cược một phen, xem đại thiếu của Đường gia mất bao lâu mới có thể thu phục nữ thần. Lục Vân mới vừa đi vào quán bar, chợt nghe thấy mấy người đàn ông đang nghị luận, vì vậy đi qua nói, các ngươi đang đánh cược cái gì, cho tôi chơi với. Cậu, mấy người không hẹn mà cùng nhìn về phía Lục Vân, ánh mắt như máy quét quét từ trên xuống dưới người hẳn, cuối cùng khinh miệt cười, người nghèo rách như cậu không cần tới tham gia náo nhiệt, giữ lại tiền ngồi xe buýt đi. Một thân hàng vỉa hè này, vào được đây đã là may mắn cho hắn rồi. Lục Vân cũng không tức giận, trực tiếp rút ra một tờ 100 tệ nói, tôi cá người đàn ông kia bắt chuyện thất bại. 100 tệ, hẳn đây đúng là người có tiền mà. Khóe miệng mấy người đồng thời co quép, nhìn tư thế Lục Vân móc tiền, không biết còn tưởng rằng hẳn móc ra mấy vạn chứ. Trong mắt tên mập hiện lên một tia sáng, nhận lấy 100 đồng nói, tôi cược với cậu nếu Đường đại thiếu thất bại, tôi bồi thường cho cậu 500. Dù chỉ có 500 tệ, nhưng cũng là tiền đó, loại tiền không tốn công tốn sức thế này, vì sao không cần, có ngu đâu. Lúc này, Lục Vân còn nói thêm, mọi người cảm thấy, nếu là đi bắt chuyện, tỷ lệ tôi thành công là bao nhiêu? Cái gì, cậu đi bắt chuyện? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều cười nghiêng ngả. Ha ha, huynh đệ, cậu xác định lúc ra cửa đầu óc không bị cửa kẹp chứ? Bộ dạng này của cậu, còn muốn đến gần, cậu đến để chọc cười bọn tôi đấy à? Ha ha hai. Lục Vân lại nghiêm túc nói, nếu như tôi bắt chuyện thành công thì sao? Nếu cậu bắt chuyện thành công, ông đây sẽ cởi chuồng chạy khắp nơi. Mập mạp cũng là người tốt, lập tức thể độc. Được, nhớ kỹ lời anh nói. Lục Vân cười cười, tự tin đi về phía người phụ nữ. Vị trí ngay quầy có một mỹ nữ đang ngồi, trên người bận bộ quần áo bốc lửa, trong tay cầm một ly rượu đỏ, vô cùng tao. Nhã, lắc nhẹ ly rượu trên tay. Từ bên cạnh nhìn qua, hai má hơi say, đặc biệt là bộ phận trước ngực, ứng với một câu nói, nhìn ngang thành sườn núi. Nhìn chính diện thành đỉnh núi. Lúc này đã có thanh niên phong độ nhẹ nhàng đang bắt chuyện với cô, chính là Đường gia đại thiếu Đường Lỗi. Mỹ nữ, lần đầu tiên nhìn thấy em anh đã cảm thấy, nơi này không thích hợp với cô gái xinh đẹp như em. Tại sao? Bởi vì nơi này quá tục, không hợp với khí chất cao quý của em. Ha ha, bình thường anh đều bắt chuyện với con gái như vậy sao? Không hẳn vậy, tôi chỉ là đang tìm kiếm một người. Một người có thể xứng với chủ nhân sợi dây chuyện tinh thần chi mộng này, hiện tại xem ra, tôi tìm được rồi. Đường Lỗi mở bàn tay ra, lộ ra một quả mặt dây chuyền thủy tinh màu xanh thẳm. Đây là mặt dây chuyền thủy tinh phiên bản số lượng có hạn mới nhất của Thi Hoa Lạc Thế Kỷ, toàn cầu chỉ bán 100 quả, Đường Lỗi may mắn mua được một quả. Con gái mà, có ai không thích trang sức đẹp chứ? Trước kia Đường Lỗi chính là dựa vào sợi dây chuyền thủy tinh này. Đem vô số mỹ nữ đơn thuần xinh đẹp dụ tới khách sạn. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là chơi đùa mà thôi, sau đó tùy tiện tốn chút tiền liền đuổi những nữ nhân kia đi, không có ý định tặng sợi dây chuyền này cho người khác. Hôm nay Đường Lỗi đi tới quán ba Dạ Tường Vi là vì tìm kiếm con mồi mới, lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Khuynh Thành, hẳn liền say đảm. Nữ nhân này thật sự quá đẹp, bất luận là khuôn mặt, dáng người, hay là khí chất, đều vượt qua những cô gái trước đây hắn chơi đùa. Đường Lỗi thề, nhất định phải bắt được cô, vì thế liền sử dụng những kỹ xảo quen thuộc này của Aeta. Tuy nhiên, ngoài dữ liệu của hắn chính là, Diệp Khuynh Thành chỉ là nhàn nhạt liếc mắt mặt dây chuyền, liền xoay đầu qua chỗ khác. Xin lỗi, tôi không có hứng thú, từ chối. Không chỉ Đường Lỗi, ngay cả đám người tên mập đang vểnh tai nghe lén bên cạnh cũng sửng sốt. Trên thế giới này, lại còn có nữ nhân không thích vàng bạc trang sức. Giả vờ giả vịt. Đường Lỗi cũng nghĩ giống như mọi người, cho nên chuẩn bị triển khai bước tiếp theo, nhưng lúc này, đột nhiên một bóng người đi tới bên cạnh Diệp Khuynh Thành. Cô gái xinh đẹp này ngực vểnh lên, rất thích hợp sinh con nha, không biết có thể nể mặt nhận lễ vật của tiểu sinh bình thường như tôi hay không? Người tới chính là Lục Vân, chỉ thấy vẻ mặt lỗ mãng của hẳn, trên ngón tay xoay tròn một chiếc lắc tay băng hạt nhựa. Đường Lỗi nhất thời cả người đều choáng váng. Con mẹ nó tên này từ đâu chui ra, ngôn ngữ thô bỉ,
hành vi không lịch sự, khôi hài nhất chính là cái lắc tay kia của hắn, vừa nhìn chính là hàng kém chất lượng mấy đồng mua được ven đường. Hẳn lấy đâu ra dũng khí? Đám người mập mạp hèn mọn cách đó không xa cũng suýt nữa ngã xuống đất, xấu hổ thiếu chút nữa dùng ngón chân gãi lỗ mũi. Được. Ai ngờ, Diệp Khuynh Thành này thản nhiên cười, vui vẻ tiếp nhận chuỗi vòng tay nhựa kia, ôm ở trong ngực vui vẻ không ngừng. Nhất thời. Á đù. Á đù. Á đù. Con người của mấy người mập mạp thiếu chút nữa rơi xuống đất, bọn họ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, lại có kết. Cục như vậy. Thì ra mỹ nữ lại thích những thứ này, sớm nói ra, tôi còn tặng nhiều hơn tên đó. Tên mập cực kỳ buồn bực. Bên cạnh đồng bạn tựa hồ nghĩ tới cái gì, trêu ghẹo nói, tên mập, hiện tại hắn sắp thành công rồi, khi nào thì cậu cởi chuồng chạy khắp nơi đây. Trời ạ, thừa dịp hắn còn chưa phát hiện, mau trốn thôi. Tên mập lập tức di chuyển cái mông to lớn của mình, giống như quả cầu tròn lăn ra khỏi quán bar. Lục Vân đương nhiên là phát hiện hành động của tên mập. Nhưng hẳn không có so đo, vốn cùng tên mập đánh cược, chỉ là một trò đùa mà thôi. Mà đường lỗi lúc này, giống như cục đá, hồi lâu mới phục. Hồi tinh thần lại, khó có thể tin nói, mỹ nữ, cô nhìn cho rõ ràng, vòng tay kia của hắn chính là mấy đồng mua ở hàng vỉa hè. Cái gì mấy đồng hàng mua ở vỉa hè, rõ ràng là tôi bỏ ra tận mười mấy đồng mua về. Lục Vân không phục cãi lại nói. Khóe miệng đường lỗi giật giật. Mười mấy đồng và mấy đồng, có gì khác nhau sao? Lúc này, Diệp Khuynh Thành cũng mở miệng nói, lễ vật không quý ở chỗ đắt hay rẻ, mà quý ở chỗ người tặng là ai, chỉ cần có tâm, nó chính là bảo bối. Lời này vừa nói ra, đường lỗi càng thêm mất bình tĩnh. Vừa rồi tôi chân thành tặng cô tinh thần chỉ mộng như vậy, cô ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái, còn tên khốn này vừa đến đùa giỡn với cô một câu, cô liền nói hẳn có tâm. Cảm giác như cô đang đùa tôi. Đường lỗi làm sao có thể còn không rõ, hắn là bị hai người này đùa giỡn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 1.